này hết hết phân rồi, hết phân rồi. Nhi chào các anh chị nghe tiếng Nhi nói không vậy? Không nghe hả? Không nghe. Bây giờ nghe lớn rồi phải không? Bây giờ nghe lớn rồi phải không? Nghe bổn cô nương nói lớn rồi phải không? Hả? Tại mình yếu á. Tại mình yếu quá đó. No. Cái này Make American đàng hoàng nha. Okay. GE mà đâu phải China đâu. Sound mic microphone là của GE mà. GE là gì? GE là gì các anh chị? Yeah, bị cả tuần rồi ha. Không biết hả? Không biết GE là gì hả? GE là gì? GE là General Electric. Electric chứ? Yeah. General Electric hay là General Electric? Yeah. Đây là một cái hãng của Mỹ chế những cái everything. Tủ lạnh cũng có GE nè, microwave cũng có GE nè, microphone cũng có GE nè. Television cũng có GE nè. Yeah. Có ở bên Việt Nam luôn. Yeah, dĩ nhiên mấy cái hãng có company bên Việt Nam luôn hả? Yeah, nó gọi là chi nhánh hả? Có chi nhánh bên Việt Nam luôn hả? New branch. Có chi nhánh bên Việt Nam luôn. Chi là một cái hãng lớn các anh chị. Hãng điện tử lớn. China đó biết không? China đó. Trong này có ai là Chinese không biết. China đó. Nó bắt trước. Ok, nó bắt trước. Nó bắt trước được. Nhưng mà đó những cái brand name của Mỹ á, khi mà gửi qua China làm á thì cũng bảo đảm nha các anh chị, cũng bảo đảm. Tại cái blueprint, cái stress á của kỹ sư Mỹ á, nó phải theo cái đó của kỹ sư Mỹ mà nó chế tạo ra và bắt buộc phải để cái name của Mỹ. Chỉ trừ khi nào mà thí dụ như microphone mà from China đó thì nếu nó bắt trước, ok, nó bắt trước. Nhưng mà khi mà nó cũng là made in China nhưng mà không phải là cái tên của Mỹ. Các anh chị hiểu hiểu cái vấn đề không? China nó bắt trước. Thí dụ một cái món đồ, một cái là bắt trước, còn một cái là thiệt. Cái thiệt thì dĩ nhiên phải để cái name của người ta rồi. Nghe thí dụ như microphone make 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 in China nhưng mà nó đề là GE thì cái microphone nó cũng tốt. Các anh chị hiểu Timmy nói không? Nó cũng tốt. Còn mà không có đề cái name của Mỹ hay là của quốc gia nào mà original đó thì không bảo đảm. Ý tưởng chúng mình nói là như vậy. Cái này để cho cái make in web, make in where cũ rồi, mua chỗ trời cũ rồi, đâu còn cái nói ở đâu.
Nhưng mà cũng tốt các anh chị thấy không? Tí mi nói GE mà. Bây giờ dầu cho Made in China nó cũng tốt như thường. Các anh chị hiểu phải không? Tại vì nó phải dựa theo những cái nghĩa là gì? Cũng tốt như thường. Thế. Bây giờ bên Mỹ này biết không? Nói các anh chị đừng buồn nha. Bên Mỹ này không dám ăn đồ from China and Vietnam đâu. Sợ thì thôi á. Giờ người ta mua đồ toàn Thái Lan với lại Japan, Singapore, người ta ăn không à. Ở Việt Nam còn sợ nữa. Ở Việt Nam còn sợ huống hồ gì tới bên này. Nhưng mà tại sao Mỹ nó nhập cản đồ của Việt Nam vô các anh chị? Nó cũng kiểm soát nha, nhưng mà nó không có kiểm soát 100% đâu. Nó cũng mắt nhắm mắt mở. Tại làm sao như vậy? Tại là nó rẻ chứ không các anh chị, nó rẻ thành ra nó kiểm soát 50-60% là nhiều hả. Thành ra cái đồ mà hư hao hay cái đồ không tốt nó cũng lọt hả, nó cũng lọt vô Mỹ. Mà hầu hết như là from China không hả, ghét thì thôi á. Cứ made in China đi, mua cái gì cũng made in China hết trơn á, chán thì thôi á. Bán cho dân nghèo hả. Anyway, lại thoái gì vậy? Thôi bắt đầu học nha các anh chị. Hôm nay mình sẽ làm bài tập hết giờ luôn nha các anh chị. Về future cho các anh chị nắm vững luôn, cho các anh chị ngán luôn, ngủ nằm mơ luôn. Ngủ nằm mơ luôn. Các anh chị có tin như vậy không? Cái gì mà mình chán không, mình học đi học lợi mình biết. Đi biết lợi hoài, mình nằm mơ luôn á. Giống như mình ghét ai là mình nằm mơ thấy người đó. Chị có tin như vậy không? Mình ghét ai đó là mình nằm mơ mình thấy người đó mà phải ghét dữ kìa. Chứ ghét ít ít đó, biết không, ghét ít ít đó, thì không thấy đâu. Và thương cũng vậy, thương thì no, thương hay ghét gì? Thương dữ kìa, hay là ghét dữ kìa, nằm mơ mới thấy. Thế. Okay, let's start. Let me open my text first. Oh, not citizen. Ở trong room này có ai bên Mỹ không? English. Có ai bên Mỹ không? Hay là có ai mới qua Mỹ không? Okay, let's start. Bắt đầu làm bài nha các anh chị. Hôm nay mình sẽ làm bài tập hết giờ luôn. Từ dễ tới khó, từ cười tới khóc. Ok. Mình sẽ áp dụng dùng cái future tense với chữ will. Ok. Từ dễ tới tới khó. Ban đầu cười nha, cười cho dữ, okay. Cười cho dữ luôn, cười cười đến nỗi không ngậm miệng lại được luôn nha. Let's start. The children ate all the cake. Các anh chị để ý cái cách mà người ta thành lập một cái câu với cái động từ, với trợ động từ will. Tại sao? Các anh chị nói tại sao đi. Tại sao? Tại sao đây mình dùng will mà mình không nói là the children are eating? Yeah, tại vì mình đoán, mình nghĩ là nó như vậy đó. Cái gì mà mình đoán á, mình tin là nó như vậy đó, thì mình sẽ dùng chữ will. Ok. Các anh chị làm bài đi. Các anh chị làm bài đi. Miễn chào.
Maria Thánh Tâm mới giờ. Thánh Tâm thành ra khi mà những cái câu như vậy thì chưa chắc gì nó sẽ xảy ra nha các anh chị. Mình nói những đứa nhỏ nó sẽ ăn mấy cái bánh đó, mình nghĩ nó như vậy, hay là nó thường xảy ra, cái picture nó thường xảy ra, là thành ra mình nghĩ nó sẽ xảy ra như vậy, nhưng mà có xảy ra hay không cũng chưa chắc. Thế cũng chưa chắc, cũng giống như câu này, they not come tonight, hay là they will not come tonight, hay là they won't come tonight, là mình nghĩ là họ sẽ không tới tối nay, mình nghĩ nó như vậy nhưng mà chưa chắc. Ok, next one. Các anh chị phải biết tại sao ở đây mình dùng chữ will. Okay. Mà không dùng cái present continuous hay là be going to. Play football, boys. Chúng ta sẽ chơi chơi football nhà mấy 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 thằng boy, mấy cậu. Yeah, will hay là shall. Okay, will hay là shall. Nếu mà mình nói lịch sự thì mình nói dùng chữ shall. Shall we play football? Right? Shall we play football, boys? Okay, cái này là một cái request, mình cũng chưa biết trước là có chơi hay không, phải không? Khi nói tóm lại, khi dùng chữ will thì mình biết là cái sự việc đó chưa chắc là nó xảy ra, mình chỉ nghĩ nó như vậy thôi, hay là một cái lời yêu cầu ở khái như vậy. When do you think she leave? Yeah, cái này hôm qua làm rồi nhưng mà làm trở lại tại có mấy câu thôi. Cái chỗ này tại sao mình dùng will? Tại mình cũng chưa có biết trước, phải không các anh chị? Mình chưa có biết trước, mình muốn biết thôi, phải không? Mình chưa có biết trước, mình không có biết cái dự định của cô ta, mình chưa biết trước. Cái này mình chỉ giọt miệng mình hỏi, mình muốn biết mà thôi. So when do you think she will leave, right? Okay, next one. Do you think they come tomorrow? Yeah, they will come tomorrow. Tại sao đây dùng chữ will? Cái này mình cũng không có biết trước được, phải không các anh chị? Mình chỉ hỏi cho biết thôi, mình đoán thôi, mình hỏi cho biết thôi. Right? Mình chưa có biết trước, nghĩa là cái này nó chưa có chắc chắn. Thế, mình nghĩ là nó như vậy. Okay, next one. Yes. How you go to town tomorrow? How you go to town tomorrow? How will? Thấy không? How will? Khi mà mình đặt câu hỏi, các anh chị nhớ đảo lộn cái trợ động từ với cái chủ từ. Cái will ở đây là trợ động từ, auxiliary verb. Hay là mình còn gọi nó là helping verb. Nên mình đảo lộn cái trợ động từ với cái chủ từ. Cái chủ từ là you. How will you go to town tomorrow? Tomorrow, I mean. How will you go to town tomorrow? Okay, next one. I'll sorry. Arrive in London on 9 o'clock, on the 9 o'clock. Không có chữ the nha, không có chữ the. Okay, let me correct my text. Đáng lẽ
lẽ phải là Orion right chứ đâu có phải là. All arrived in London. Yeah, Ian. At 9 o'clock chứ on the 9 o'clock. Câu này nó hơi sửa lại cho nó đúng luôn đi. At 9 o'clock. Sửa lại luôn cho nó đúng luôn. Cái này ghê thì thôi á. Chứ không on the 9. O'clock là off the lock á các anh chị. Tôi sẽ tới London lúc 8 giờ, I mean lúc 9 giờ. So we'll arrive, right? We'll arrive. Okay, next one. What do you think they do? What do you think they do? Không được đổi ngược cái không được đổi ngược cái chủ từ với cái trợ động từ nha. What do you think they will do, right? Cái này cũng chưa có biết trước. Okay, next one. Đã các anh chị để ý cái câu nó dùng cái động từ, cái future tense dùng chữ will. Tại sao dùng chữ will? Tại sao dùng chữ be going to? Hay là tại sao dùng cái present continuous? She not want to do it. Cô ta sẽ không có muốn làm chuyện đó đâu. Mình chỉ nghĩ như vậy thôi chứ chưa chắc. Mình đâu phải là cô ta đâu mà mình biết chắc được, phải không? Nên mình chỉ đoán, mình nghĩ như vậy thôi. So she will not, right? She will not want to do it. Right. Bây giờ qua cái be going to. Các anh chị coi cái cách họ dùng cái be going to. Okay. Be going to nghĩa là động từ to be đã chia. Conjugate. Thí dụ I thì phải là I am. Các anh chị nhớ điều này nha. He thì phải là he is. They thì phải là they are. Okay. You thì dĩ nhiên you are. Okay, now bắt đầu nha. He not telephone me this afternoon. He not telephone me this afternoon. Ông ta sẽ không gọi điện thoại cho tôi trưa nay đâu. So cái này, cái trường hợp này tại sao mình dùng cái be going to? Be going to là một cái plan và một cái intention. Okay, they are both plan and intention. Nghĩa là nó có kế hoạch trước và mình muốn làm cái chuyện đó. Mình cố tình hay là mình rất muốn làm chuyện đó thì mình sẽ dùng cái be going to. Còn cái thời điểm có hay không thì không cần thiết, nếu để vô thì càng tốt, không để vô cũng không sao. Okay. So câu này sẽ là he is. He thì phải là he is, phải không các anh chị? He is not telephone me this afternoon. Yeah, cái plan and cái intention. So he isn't hay là he is not, right? He isn't hay là he is not. Okay, next one. Connie. Connie ở đây mình sẽ nói là what is she? Mình đảo ngược cái trợ động từ, nhớ nha các anh chị, đặt câu hỏi thì mình phải đảo ngược cái trợ động từ với cái chủ từ. What is she? Không phải nói là what she is. Okay? What is she? What is she making?
Okay, making. I mean going to make, I'm sorry, going to make for dinner. Tại sao ở đây họ dùng cái be going to các anh chị? Cái này không phải là mình muốn biết mà cái cô này cổ chắc chắn cổ nấu cái món gì cho tối nay. Cái sự này là khi mà mình ok để tí mình gửi lại cái bài cho các anh chị. Cái này mình hỏi cho biết chứ chứ cô ta đã chắc chắn làm cái món gì rồi, phải không? Cô đàn ta đã biết ở trong đầu cô ta làm cái món gì rồi. Các anh chị thấy nó khác không? Thí dụ mình nói what will she make? What will, bây giờ mình dùng chữ you đi, ok? Mình dùng chữ you cho nó dễ đi. What will you make dinner? Các chị hiểu chỗ này không? Khi mà mình đổi cái trợ động từ thì mình we have the different meaning, phải không? What will you cook for dinner? Là cái này đó là cái người mà nấu ăn, họ chưa có biết sẽ nấu cái gì, phải không? Ví dụ mình nói cái câu hai người gặp nhau nấu câu chứ, would you invite me for dinner tonight? Mình hỏi cái người này chứ, bạn có thể mời tôi ăn tối nay được hay không? Sure, chắc chắn được, đại khái vậy. So mình sẽ nói what will you going to cook, what will you cook dinner? Thì bất chợt mình hỏi cái người kia cũng chưa có dự định sẽ nấu đồ ăn tối nay cho cái người này. Thì khi mà chưa có dự định mà người này muốn biết rồi tự nhiên hỏi phải nấu cái gì, mình ở trong đầu cái người kia không biết nấu cái gì, phải không? Chưa biết nấu cái gì thì sẽ dùng chữ will. Còn đã biết nấu cái gì rồi thì mình sẽ dùng be going to. Các anh chị thấy nó khác, nó khác rõ ràng. Thành ra mình dùng cái thì đó, mình chỉ cần đổi cái thì thôi thì cái nghĩa nó sẽ khác liền. Okay. So hai cái câu what will you make dinner hay là what are you going to make dinner, hai câu này đều dịch là sẽ nhưng mà cái nghĩa nó khác. Các anh chị hiểu rồi phải không? Tại sao khác khác làm sao các anh chị hiểu phải không? Một cái là chưa có dự định sẽ nấu cái gì, còn một cái là đã biết sẽ nấu cái gì rồi. Thế okay. Đồng ý không nào? Say yes đi, hiểu ý thì mi hỏi hiểu không? Hiểu hiểu cách dùng không? Hả? Yes, cảm ơn. Mình make sure là các anh chị phải biết mới được. Ok, next one. So, thật sự ra cái thì nó rất là quan trọng. Các anh chị nhiều khi mình nói ra mà mình không có nắm vững cái thì mình hiểu lầm người ta, phải không? Ok, next one. When you come, dùng cái be going to nha các anh chị. Yeah, đúng rồi đó Hoàng gia. When you come, when are you coming? Ok, nhớ nha. Cái động hôm qua mình học cái luật rồi, sữa chua gì đó, miss gì đó. Cái động từ to go and động từ to come, mình không dùng cái be going to. Tại vì khi mà mình dùng cái be going to có giống như là mình gạch lặp lại gì đó, phải không? Cái này thì cái này trong cái bài này thì mình áp dụng cái be going to để mình thuộc cái công thức thôi. Nhưng mà thật sự ra khi mà người ta nói không có ai nói là when are you going to come hết trơn đó, mà người ta sẽ nói when are you coming, phải không các anh chị? Các anh chị hiểu chỗ này không? Yeah, when are you coming? Không có ai nói when are you going to come. Ở đây Tiểu My cố tình cho các anh chị dùng cái be going to để coi coi các anh chị biết cách áp dụng công thức hay không. Nhưng mà khi nói thì không được nói là when are you going to come, mà mình phải nói là when are you coming. Okay.
Yeah, ngoại trừ cái động từ to go and động từ to come, mình đừng có dùng cái be going to, còn mấy cái động từ khác mình dùng được. Không có ai nói là when are you going to go to school? Không có ai nói như vậy. When are you going to go to school? Hay là when are you going to come to my house? Không ai nói như vậy. Okay. Chỉ nhớ điều này nha, đặc biệt hai cái động từ to go and động từ to come. Không có dùng cái be going to. Nhưng mà ở đây Tiểu My muốn các anh chị dùng để áp dụng cái công thức mà thôi. Okay. Okay, next one. We have any coffee after lunch? Chúng tôi có bất cứ cà phê nào bất chúng tôi chúng tôi có uống cà phê sau khi ăn trưa hay không? Câu này nghĩa là như vậy á. Okay. Chúng tôi có uống cà phê sau khi ăn trưa hay không? So what are we? I mean, chúng tôi có uống cà phê sau khi ăn trưa? Actually, I think I missed the question mark at the end. I think. Tại vì khi mà mình dùng cái không không cái này cái affirmative sentence cũng được. Chúng tôi không có uống cà phê gì hết sau buổi trưa. Cái như vậy. Phải không các anh chị? Ở đây đó, mình sẽ dùng cái interrogative sentence. Negative sentence, I mean. Chúng ta, các anh chị phải dùng chữ not nó mới nghe đúng. Khi mà mình nói, mình dùng cái any. Cái any này là gì các anh chị? Nó thuộc loại từ gì? Adverb, right? Yeah, khi mà các anh chị trong câu mà nó có cái any đó thì các anh chị nên dùng cái phủ định, nó nghe hay hơn. I don't have any money at all. I don't have any money at all. Hay là I haven't eaten anything at all. Thành ra mình dùng cái phủ định, nó nghe hay hơn. Tôi không có ăn gì hết trơn á, tôi chưa có ăn gì hết trơn á, tôi không có tiền gì hết trơn á, right? Thành ra mình phải dùng cái phủ định nghe nó hay hơn. Okay. Yeah, mình phải dùng cái câu negative sentence. Okay, next one. What's this next one? Yes, right here. So khi mà mình nói cái be going to đó thì mình biết là nó có cái plan, mình biết trước rồi. Mình biết cái sự việc này trước rồi nó sẽ xảy ra. When they play basketball. Khi nào mà họ sẽ chơi basketball vậy? Nghĩa là mình biết trước họ sẽ chơi mà mình chỉ không biết khi nào thôi. Phải không? So when are they going to play? Yeah. Mình biết trước là cái game nó sẽ happen, nó sẽ xảy ra, nhưng mà mình không biết nó xảy ra lúc nào thôi. Cái vấn đề mà biết trước hay không biết trước nó apply cho cái mệnh đề ở phía sau nha các anh chị, nó không phải apply cho cái mệnh đề ở phía trước. Nghĩa là nó nói cái biết trước hay là không biết trước là chỉ apply cho cái phần ở phía sau thôi. Nghĩa là nó chỉ ứng dụng cho cái phần ở phía sau thôi. Cái phần phía sau là play basketball, phải không? Thành ra cái vấn đề mà play basketball là ai cũng biết rồi, mình biết trước rồi nó sẽ có cái game basketball, mình chỉ không biết là nó xảy ra khi nào mà thôi. Chứ không phải là cái phần phía trước là mình chưa có biết. Thành ra các anh chị dùng cái chữ will, không phải. Ở đây là cái chánh, cái main point ở đây là basketball chứ không phải là cái chữ day. Chị hiểu chị mình nói gì phải không?
Đúng không? Có anh chị nào không hiểu không? Không hiểu thì mình cho cái thí dụ. When will you cook? Hay là what đi? What? Chữ what nên rõ hơn. When will you cook dinner? Hay là what are you going to cook dinner? Ý của tụi mình nói ở đây, nếu mà mình dùng chữ will á, thì cái phần ở phía sau là dinner, cái điểm chánh là cook dinner. Khi mà mình dùng chữ will á, thì mình biết cái người này đó chưa có trong đầu là cái người này sẽ nấu cái gì. Ok, họ chưa có biết là họ sẽ nấu cái gì, mình hỏi để biết thôi, nhưng mà cái người này chưa có biết. Còn trong khi đó mình nói là what are you going to cook dinner, thì mình biết ở trong đầu cái người này đã dự định cook cái gì rồi. Các anh chị hiểu rồi phải không? Nghĩa là tiểu mình nói là cái chữ will hay cái chữ be going áp dụng cho cái phần sau, chứ không có phải áp dụng cho cái người hỏi. Ok, cô lần đi học, các anh chị khác hiểu không? Chỉ có cô lần không hiểu thôi. Cô lần hiểu không? Complicated hả? Ý nói là khi mà mình hiểu rồi là cảm ơn. Ok, áp dụng cho cái phần sau chứ không phải áp dụng cho người đang hỏi. Ok, rồi cảm ơn. Thành ra đừng có nói ô cái người này chưa biết, thành ra mình dùng cái chữ will. Còn cái người này biết rồi thì mình dùng be going to, không phải, nó áp dụng cho cái phần sau mà thôi, là cook dinner. Ok, next one. I not speak to her. Tôi không nói chuyện với cô ta đâu. Mình phải dịch là tôi sẽ không nói chuyện với cô ta đâu. Cái domain point ở đây lại là cái phần trước, phải không các anh chị? Cô ta đâu biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà mình biết chuyện gì xảy ra, phải không? Nghĩa là mình biết mình sẽ không thèm nói chuyện cô ta nữa. Anh ra đây nó áp dụng cho cái phần trước, cái phần sau nó do nothing. Các anh chị hiểu rồi phải không? So mình biết trước mình sẽ không thèm nói chuyện với cô ta. Ở đây mình biết trước rồi, sửa chưa Nick? Giận cô ta rồi. Nên mình sẽ nói I'm not going to speak to her anymore. Câu đúng là be going to. Tại vì ở đây á, mình đang giận cô ta. Thế, mình đang giận cô ta. Nên mình không thèm nói chuyện nữa. Anh em mình biết trước trong đầu rồi, mình muốn làm cái chuyện đó rồi. Thế. Giờ ở đây tiểu mi cố tình muốn các anh chị áp dụng cái be going to. Và khi mà mình bị áp dụng cái be going to, mình phải biết mình đang làm cái gì, mình đang muốn cái gì, phải không các anh chị? Rồi hiểu rồi, cảm ơn. Thế khi nào mà tiểu mi cứ nói hoài, nói nhiều quá đi, nói dài nói dai gì đó, nói gì đó dài dai gì tùm lum á, thì các anh chị nói ok thôi em hiểu rồi, cô nói mãi. Ok, nhớ nói chữ đó thì tiểu mi mới ngừng. Ok. Còn không thì tiểu mi, tại tiểu mi không có tin là tiểu mi nói các anh chị hiểu đúng không, nên tiểu mi cứ lặp đi lặp lại đến chừng nào các anh chị say yes thì mới được. Ok, còn không say yes thì nói ngồi đây nói hoài cho biết. Nói gì đó ok em hiểu rồi, để tiểu mi ngừng nha. What he eat for breakfast today?
And he eat for breakfast today. Có nghĩa là mặc dù mình chưa có biết mình ăn cái gì sáng nay, nhưng mà cái bà cooker bà đã nấu cho mình cái gì rồi. Okay. Mặc dù mình, cái này là áp dụng cái phần thứ hai. Mặc dù mình chưa biết mình ăn gì, nhưng mà trong nhà bếp nó có sẵn là sandwich, egg and sausage hay là gì đó, nó có sẵn hết trơn rồi. Nên mình chỉ hỏi cho biết thôi, chứ thật sự ra đồ ăn sáng nay là cái gì có sẵn hết trơn rồi. Thế okay. Sáng ai ăn hot dog cũng ăn hot dog được. Thế anh chị biết ở trong sáng mà breakfast ở trong tiệm nó có bán, nó gọi là cái gì đó, cái đồ của mẹt đó, Mexican đó, nó cuốn cuốn đó, ở trong cái hot dog đó. Nó gọi là gì ta? Tiểu mày không thích ăn đó nên tiểu mày không nhớ. Taco hả? Taco hot dog. Dạ, taco hot dog. Nó quấn cái hot dog ở trong cái miếng bánh, bánh mà của người Mexican họ ăn đó. Nó gọi là taco hot dog rồi. Rồi nó để chi ở trong đó nữa. Cái gì? Okay, next one. Đâu rồi? Dạ, mình còn trong cái phần be going to. Câu này nha. She telephoned you this morning. Cô ta sẽ gọi cho bạn sáng nay hay không? Khi mà mình nói cái câu này, cái nghĩa là gì các anh chị? Cái nghĩa nó là gì? Cái nghĩa ở đây là chắc chắn sự việc này nó sẽ xảy ra, ít nhất là 90%. Okay. Ít nhất là 90%, các anh chị phải hiểu như vậy. Còn khi mà mình nói Will she telephone you this morning, thì cái sự việc này chưa có chắc là nó sẽ xảy ra. Còn khi mà mình nói is she going to telephone you, cái này không phải là đã xảy ra mà chưa có xảy ra mà. Okay. Mình chỉ hỏi cho biết thôi. Khi okay, mình so nosy đó, mình chỉ hỏi cho biết thôi, chứ trong đầu mình biết là cái cô này chắc chắn sẽ gọi cho cậu ta. Tại vì cậu ta thiếu nợ cổ nhiều quá. Cổ hăm dở, sáng nay tôi gọi điện thoại tới tôi đòi nợ đại khái như vậy. Okay. Chưa có biết, chưa có xảy ra là tại vì mình dùng cái thì future long. Okay. Khi mà nói future có nghĩa là chưa có xảy ra. Khi mà mình nói past có nghĩa là đã xảy ra rồi. Nó nói đến chừng nào, đến chừng nào cái người nào mà không hiểu phải nói là dạ em hiểu rồi thì mới ngừng. Nhưng mình đâu có hỏi sữa chua đâu. Sữa chua ướt rồi. Phải không? Chỉ mình hồi nói hoàng kìa. Thế cái này chỉ áp dụng cho người nào chưa hiểu thôi. Hoàng dở quá đi mất. Nói lại nè. Okay. Cái câu này có hai cái vấn đề. Okay. Mình dùng chữ will hay là dùng chữ be going to đều được, không có sai văn phạm gì hết trơn. Nhưng mà cái nghĩa nó khác. Đâu có hỏi hoàng gia đâu. Nói đến chừng nào hoàng nói là hoàng hiểu thôi. Okay. Còn mấy cái anh chị khác giỏi rồi, không cần hỏi. Hoàng hiểu chưa? Bây giờ coi hai câu này nha. Will she telephone you this morning? Okay. Hay là câu is she telephone you this morning? Hai câu này đều đúng văn phạm hết. I'm sorry. Is she going to nha? Is she going to? Okay. Go
Going to telephone. Đánh sao chậm. Thấy như vậy. Ok, cái câu will she telephone you this morning? Hay là is she going to telephone you this morning? Hai câu này đều đúng nhân phạm, nhưng mà cái nghĩa nó khác, mình phải hiểu ngầm. Cái câu mà will she, ok, will she, thì cái câu này mình còn, mình hỏi cho biết, nhưng mà mình không biết là cái sự việc nó sẽ xảy ra hay là không. Thí dụ câu chuyện đi, ok, bạn biết gì không? Cái bạn gái của tôi nó giận tôi rồi. Mỗi ngày buổi sáng đó, cái cô này cổ gọi điện thoại cho cái cậu này. Giờ cái cô này cổ giận cái cậu này rồi. Okay. Thành ra cái cậu này đi mét với cái người khác. Mà em biết không, cổ giận tôi rồi. Thì cái người kia hỏi chứ, vậy cô ta sẽ gọi điện thoại cho bạn sáng sáng nay không? Sẽ gọi cho điện thoại cho bạn sáng nay không? Có nghĩa là lúc đó mới có 6 giờ thôi. Thì cả buổi sáng từ 6 giờ cho tới 11 giờ trưa, phải không các anh chị? Đấy. Nên là lúc đó mới 6 giờ thôi. Thì cái người này hỏi người kia, will she go, will she, I'm sorry, will she telephone you this morning? Thế là cái sự việc nó chưa xảy ra, phải không Hoàng, engineer? Hiểu không? Sự việc chưa xảy ra mà. Rồi, hiểu rồi. I better shut my mouth now. Hiểu rồi phải không? Còn khi mà mình dùng cái is she going to, okay, is she going to, thì mình biết là dầu mặc dầu cái cô này cổ giận cái cậu này đi nữa, nhưng mà mình biết trước là cái cô này sẽ gọi điện thoại cho cậu này anyway. Giận hay không cổ cũng gọi, tại không gọi là không được, thương quá rồi không gọi là không được. Okay, anh chị hiểu không nè? Thành ra cái câu mà is she going to telephone là hỏi cho có thôi, chứ biết chắc chắn là cái cô này dầu giận cách mấy cũng gọi điện thoại cho cậu này, phải không? Hỏi cho có, hỏi thôi. Anh chị hiểu chưa nè? Hoàng hiểu rồi phải không? Chỉ cần biết Hoàng hiểu là được rồi. Okay. Còn mấy anh chị khác giỏi rồi. Ok, now this one. Thành ra dùng cái will and dùng cái be going to để nói cho người ta biết là cái sự việc nó sẽ xảy ra thế nào, right? Okay, next one. Where the boys play this afternoon? Mấy cậu bé này sẽ chơi ở đâu trưa nay? Where are, right? Where are the boys? Where are the boys? Ok các anh chị, mình chỉ đảo lộn cái trợ động từ. Ok, trợ động từ là auxiliary verb hay là helping verb với cái chủ từ mà thôi. Thành ra trợ động từ là are, mình để ở phía trước, rồi tới đó là cái chủ từ. Các anh chị nhớ điều này nha, khi đặt câu hỏi mình đem cái trợ động từ ra phía trước. Ok, I can play with you. Can you play with me? Các anh chị thấy điều này không? Chữ can đây là trợ động từ, một trong một cái câu thường. Khi mà mình đặt thành câu hỏi, mình sẽ đảo lộn cái trợ động từ với cái chủ từ. Chữ I là chủ từ, đặt câu hỏi chữ I sẽ đổi thành chữ you, right? And chữ you sẽ đổi thành chữ me nếu nó là tốt từ. Sau khi mình đặt câu hỏi, mình đem cái, mình đảo lộn cái trợ động từ với cái chủ từ. Ok, các anh chị hiểu điều này rồi phải không? Thành ra cái câu mà the boy are, các anh chị thấy rõ ràng the boy are playing, phải không? Câu một câu thường là the boy are playing. Nên khi mình đổi câu hỏi thì mình sẽ nói là are the boy playing, rồi mình thêm cái chữ where phía trước thôi. Where are the boy playing?
À, chị My có chia sẻ cho các anh chị một cái bài về cách đặt câu hỏi rồi phải không? Cách đặt câu hỏi yes no question and WH and how question rồi phải không? Dạ, các anh chị nếu ai không biết cách đặt câu hỏi thì phải kiếm lại bài đó mà học. Còn không thì một ngày nào mà không có chuyện gì làm thì mình sẽ review nó lại. Rồi, bây giờ các anh chị nắm vững tại sao dùng chữ will and tại sao dùng chữ be going to phải không? Bây giờ ngoài ra để diễn tả cái future không phải chỉ có chữ will hay là chỉ có cái be going to thôi, mà nó còn thêm một cái yếu tố nữa là mình có thể dùng cái symbol, mình có thể dùng cái present continuous hay là present progressive để diễn tả cái một cái sự việc ở tương lai. Ok, bây giờ mình áp dụng cái present continuous. Present continuous công thức nó sẽ là be and work with the ing. Nó cũng là diễn tả một cái hành động ở tương lai nha các anh chị. Và cái thì này đó, cái be và cái be and present participle đó, cái động từ có cái ing mình gọi nó là present participle, nghĩa là động từ có ing thì diễn tả một cái hành động nó đã có cái plan rồi và có cái intention luôn. Và nếu mà mình dùng cái cách này thì mình nên phải biết là cái thời điểm nó càng gần và nó thường thường nó chắc chắn nó sẽ xảy ra khoảng 90%. Các anh chị phải, nó cũng tựa tựa như be going to vậy đó. Ok, ok ví dụ câu này. Where you meet them? I meet them at midnight in the middle of the wood. Wow. Bạn sẽ gặp họ ở đâu? Ôi, tôi sẽ gặp họ nửa đêm ở trong ở giữa cái khu rừng. Khác với cái be going to đó thì không cần để cái thời điểm vô. Tại vì cái be going to mình biết cái sự việc nó sẽ chắc chắn xảy ra. Nhưng mà có thể nó xảy ra lập tức, có thể nó xảy ra trong vòng 2 3 tiếng. Hoặc là có nó có thể nó xảy ra 1 2 tháng sau. Cái vấn đề ở chỗ là chắc chắn nó xảy ra tại vì nó có cái plan rồi. Ok, nó có cái plan rồi, các anh chị hiểu phải không? Còn khi mà mình dùng cái present continuous đó, thì cái sự việc nó chắc chắn nó xảy ra tương lai rất là gần càng tốt. Tại vì thí dụ như tối nay mình soạn đồ thì ngày mai mình sẽ nói là I am leaving tomorrow. Tại vì tối nay là nửa đêm rồi, còn có mấy tiếng hồ nữa sáng rồi, đâu có thay đổi được, chắc chắn ngày mai mình đi rồi, phải không? Nên mình nói I am leaving tomorrow. Hoàng hiểu rồi phải không? Hoàng engineer hiểu rồi phải không? Right. Còn khi mà mình dùng cái be going to, I'm going to leave soon hay là I'm going to leave next week hay là gì đó whatever. Mình không cần để thời điểm vô nhưng mà cái sự việc này bắt buộc nó phải xảy ra. Ok, các anh chị làm câu này nha, please. Where you meet them? I meet them at midnight in the middle of the wood. Where are you meeting them? Thì các anh chị thấy rõ ràng không? Ở đây người ta để cái thời điểm vô at midnight.
thì mình phải hiểu hiện bây giờ nó là chiều hoặc là tối rồi. Khi mình phải hiểu như vậy, hai người này đang nói chuyện vào buổi chiều hoặc là buổi tối, thành ra cái sự việc này nó sẽ xảy ra lúc nửa đêm, right? Để cái thời điểm vô. Where are you, me and them? Where are you, me and them? I am, meeting them at midnight. Cái này mình sẽ dịch là sẽ nha các anh chị, mình không có dịch là đang nữa. Okay? Mình không có dịch là đang, đang là present tense, còn cái này là future tense. Okay? Thành ra các anh chị nói, ủa tại sao không dùng chữ will? Thấy không các anh chị? Không phải future là mình phải dùng chữ will. Nó có ba cách dùng. Một là chữ will, hai là chữ be going to, hoặc là present continuous. Okay? Okay, next one. Cái này mình đang áp dụng cái present continuous nha các anh chị. He leave in a few days. Giờ mình sẽ dịch là sẽ. Ông ta sẽ rời nhà một vài ngày nữa. Và điều này các anh chị biết là sự việc này chắc chắn phải xảy ra. Okay. Ở nhà tôi cả tháng rồi, làm phiền quá đi. Tốn cơm, tốn gạo, tốn đủ thứ hết trơn á. Rồi đi khỏi cho rồi đi, khá như vậy. Thành ra sự việc này chắc chắn ông ta phải đi, okay? Tại mình phiền dữ lắm rồi đó. Ở nhà mình lâu quá, mình phiền quá đi, okay? Thành ra mình nói nặng, nói nhẹ ổng rồi. Ổng giận rồi. Okay? Cái chị phải hiểu như vậy. Chị phải hiểu như vậy. Thành ra cái thì nó rất là quan trọng, mình nói lên cái thì để mình phải biết cái sự việc nó xảy ra thế nào, câu chuyện nó ra làm sao, phải không các anh chị? Next one. I move to a new flat next week. Yeah, nếu để cái thời gian vô càng tốt thì thường thường các anh chị thấy cái present continuous họ thường để cái thời gian vô. Trong khi cái đó cái be going to không cần. Okay, không cần. Em chữ will cũng không cần luôn. Okay. Để cũng được mà không để cũng được. Còn cái khi mà mình dùng cái, tại sao khi mà mình dùng cái present continuous mình nên để thời gian vô? Tại nếu mà mình không để thời gian vô, mình sẽ hiểu ngầm là cái sự việc nó đang xảy ra chứ không phải là nó sẽ xảy ra. Các anh chị coi hai câu này nha. I am going to New York. Okay. I am going to New York tomorrow. Các anh chị thấy không? Một câu là I am going to New York. Là cái sự việc này nó đang diễn tiến ở hiện tại, là mình biết cái người này đang đi xe hơi hay là đi máy bay gì đó, nhưng mà đang đi qua New York. Còn cái câu này I am going to New York tomorrow thì cái người này sẽ đi thôi chứ không phải là đang đi. Thành ra một câu là mình dịch là đang và một câu là mình dịch là sẽ. Thành ra khi mà nếu mà các anh chị dịch là sẽ mà các anh chị không để cái thời điểm vô thì người ta sẽ hiểu lầm là cái sự việc này nó đang xảy ra. Anh chị thấy cái điểm này rồi phải không? Thành ra khi mà mình dùng cái thì present continuous, các anh chị nên để cái thời điểm vô là như vậy đó. Đồng ý không nào? Say yes đi để khỏi nói nữa. Ok, cảm ơn. Right? Yeah, ok. Rồi, hiểu rồi. Cảm ơn các anh chị. Thành ra đừng có bắt lỗi người ta. Tại sao tomorrow mà không dùng chữ will? Đúng không? Tại sao tomorrow mà không dùng chữ will? Ok, next one. He play a tennis match on Friday. Ông ta chơi tennis
Ông ta nghĩa play tennis match là gì các anh chị? Nghĩa là đang đang à, đang thi quần vợt á. Thế đang thi quần vợt á, thế ở đây mình phải dịch là sẽ. Ok, khi sẽ mình đừng có dịch là đang mà mình dịch là sẽ, khi sẽ đấu quần vợt vào vào thứ sáu đấy. Cái be going to thì không cần, cái be going to để vô cũng được, không để vô cũng được nha các anh chị. Nó cũng giống như cái present continuous, nhưng mà cái present continuous nên để vô. Ok, you should. Right, next one. She come back on Monday. Cô ta sẽ trở lại vào ngày thứ hai. Yeah, ở đây mình sẽ dịch là sẽ chứ không phải là nói là đang. Okay. She is coming back on Monday. Right? Yeah, she is coming back on Monday. Okay, next one. I go again next year. Các anh chị thấy họ để cái thời điểm vô, right? Nếu không để cái thời điểm vô mình sẽ hiểu lầm là họ đang làm chuyện đó. I'm going again next year. Nhưng mà thường thường cái câu như vậy không không nên nói nha các anh chị. I'm going to it hay là I'm going New York hay là I'm going gì đó, cái câu này nó chưa có rõ ràng. I have my car repainted next week. Không có dùng cái be going ở đây nha. Water chắc mới vô room phải không? Water Lily, cái mới vô room phải không? You just come in to the room, right? Yes, ai mới vô room tính mi biết liền. Tại vì nói chật lớp. It's okay, không sao, ngồi hồi nói đúng trở lại à. Mới vô nói chật chứ ngồi hồi nói đúng à. Okay, understand that. Okay, ở đây cái câu này mình sẽ dùng be going to. Dùng cái present continuous. Okay, tại vì nó có cái thời điểm là next week. So mình sẽ nói là gì? I. Câu này nói sao các anh chị? Tại sao dùng cái be going to ở đây? No, các anh chị làm câu này đi. I gì? I am, right? Mình dùng cái present continuous mà. I am having my car repainted next week. Ở đây mình không có dịch là có nha các anh chị. Okay. Mà mình phải dịch là sửa. Hay là chiếc. Ở đây các anh chị phải dịch là sửa xe. Chiếc xe tôi được sửa. Ok. Ở đây là mình nói là tôi ở đây mình không có dịch là tôi đang có chiếc xe được sửa next week. Mình không có dịch như vậy nha, không có dịch sát như vậy, mà các anh chị phải nói là chiếc xe tôi sẽ được sửa tuần tới. I mean sơn lại, sorry, sẽ sơn trở lại tuần tới. Okay. Các anh chị hiểu cái cách dùng cái thì này không? Nó gọi là past participle đó. Câu này nghĩa là gì? I have my hair cut. Có nghĩa là gì?
Hiện tại nha, đây là hiện tại, nghĩa là tôi mới vừa cắt tóc, có nghĩa là người ta mới vừa cắt tóc tôi. Okay, I have my hair cut, nghĩa là tôi mới vừa được cắt tóc. Còn I cut my hair có nghĩa là tôi tự cắt tóc tôi. Còn cái câu I have my hair cut có nghĩa là người ta cắt tóc, cái tóc của tôi được người ta cắt. Ê, chị hiểu hai câu này phải không? Đây không có dùng chữ đã nha. Ok, nó là hiện tại. I am having my hair cut this afternoon. Sao tóc ta gì dài quá vậy? Không đi cắt tóc đi. Bà mẹ la người con vậy đó. Why do you have your hair so long? Oh, I'm having my hair cut this afternoon, mom. Ở đây đâu có đã đâu, đâu có nói chữ đã ở đây đâu. Ở đây phải dịch là sẽ mà. Đấy không? Cái câu thứ nhất, I have my hair cut. Nghĩa VPN. Cái perfect đó chỉ một cái sự việc đã và đang xảy ra, hay là chỉ một cái sự việc vừa mới xảy ra, nhớ không? Đâu có thể nào mà lúc nào cũng là đã được đâu. Thí dụ câu này, I have finished my homework. Cái câu này mới vừa xảy ra hay là đã xảy ra rồi? Câu này là present tense. Okay. Câu này là present tense. Tôi mới vừa làm xong homework. Mới vừa làm xong tức thời nè. Nó có hai nghĩa. Một cái là đã xảy ra rồi và vẫn còn đang tiếp tục xảy ra. Cái hành động finish này 1 phút sau nó đã chấm dứt cái finish rồi, phải không? Phải không? Thành ra đây mình không có dịch là tôi đã xong cái homework, tôi đã làm xong cái bài homework. Mà mình phải dịch là tôi vừa mới xong homework. Phải không? Anh chị, cái gì quên rồi, VPN hiểu cho mình nói phải không? Có hai cách, nó có hai trường hợp mình dùng cái thì mà perfect. Okay. Trường hợp thứ nhất á, mình dùng là chỉ một cái sự việc đã và đang xảy ra. Thí dụ nó I have lived in Austin for 15 years. Thí dụ vậy đi. Thì cái này đó nó nói một cái sự việc đã và đang xảy ra, đồng ý không nào? Right, I have lived in Austin for 15 years. Hiện bây giờ tôi vẫn còn sống phải không? Tôi vẫn còn ở Austin, right? Còn cái câu hồi nãy I have finished, mình không có dịch là tôi đã và đang xong homework được. Mà mình phải dịch là tôi vừa mới xong homework. Và để chữ yes, để chữ just vô cũng được, không để cũng được. Okay. Just have là cũng the same thing. Thường thường đó, mà nếu mà chỉ một cái hành động vừa mới xong, vừa mới làm đó, thì để chữ just vô thì nó rõ ràng hơn. Okay, nó rõ ràng hơn. The same thing, B-boy. Cái past, cái present perfect and cái present perfect continuous, chỉ hai cái sự việc nó giống nhau. Nhưng mà khi mà mình dùng cái thì mà, ghét các anh chị quá đi, cái này mình đã học rồi, hỏi lại á, mất giờ cắt nghĩa nữa. Khi mà mình dùng cái thì mà continuous đó, nó emphasize hơn, có nghĩa là mình biết chắc chắn cái sự việc đó vẫn còn và sẽ còn đang tiếp tục xảy ra, for sure.
Còn khi mà mình dùng cái thì mà perfect á, mà không có cái continuous á, thì mình biết là cái sự việc đó ít nhất là nó đã và nó đang xảy ra. Còn nó sẽ xảy ra ở tương lai có hay không thì mình còn nghi ngờ. Giờ trở lại cái present nữa, chán thì thôi á. Giờ tí mình cho thí dụ nào. Okay. I have leave, okay, for, I mean, in Austin for 15 years. I have been living in Austin for 15 years. Hai cái thì này mình dịch giống nhau, nhưng mà cái sự việc khác nhau, cái story nó khác nhau. Khác chỗ nào? Giống, giờ nói giống trước nè. Tôi đã và đang sống ở Austin cho 15 năm rồi. Câu thứ hai cũng dịch y chang như vậy. Tôi đã và đang sống ở Austin cho 15 năm rồi. Nhưng mà khác nhau chỗ nào? Cái giống nhau tụi mi mới cắt nghĩa các anh chị rồi thôi. Bây giờ cắt nghĩa cái khác nhau nè. Cái khác nhau ở chỗ, cái câu thứ nhất á, là mình còn trẻ. Okay. Mình còn đi đứng được, mình còn move được. Okay. Thành ra mình không có sure là mình sẽ trong tương lai mình còn ở Austin hay không. Mình không có sure. Các anh chị hiểu không? Còn câu thứ hai mình già rồi. Okay. Mình già rồi, hết xíu quách rồi, không còn đi đâu nữa. For sure từ đây đến chết mình cũng ở đây, vẫn còn ở đây. Thấy không? Các anh chị hiểu không? Thành ra mình dùng cái thì để diễn tả cái sự việc nó sẽ xảy ra thế nào. Ok. Thành ra cái vấn đề đó là không phải là cái thì đó nó đúng hay sai, mà cái vấn đề là ở chỗ cái story nó thế nào. What do you want to express your what? Your story. Hiểu rõ luôn. Anh chị hiểu không? Tùy theo cái câu chuyện, cái situation mà mình dùng cái thì để cho người ta biết nó ra làm nó thế nào. Thắc mắc gì nữa không? Ai đó quên rồi. Ai đó B-boy. B-boy hiểu rồi phải không? Hả? Thì đồ xem tinh thôi. Thí dụ như là trên bầu trời. Ok. Nó trời nó đang mưa mà trên bầu trời nó đen, nó vẫn còn đen thùi lùi. Mặc dù 12 giờ trưa rồi mà mây nó đen thùi lùi. Ok. Thì mình sẽ dùng cái thì mà continuous, nghĩa là for sure. Trời nó sẽ vẫn còn tiếp tục mưa nữa. Còn khi mà trời nó đang mưa mà ở trên, ở đằng xa xa mình thấy nó sáng sáng rồi, hay là thấy nó có cái ánh nắng rồi, thì mình dùng cái his rain, mình dùng cái present perfect mà thôi. B-boy đồng ý không nào? Hả? B-boy hiểu không? Khi mà dùng cái continuous thì mình emphasize cái hành động nó keep going to. Right. Các anh chị khác hiểu không nào? Hả? Yeah, đúng rồi. Tùy theo cái câu chuyện, tùy theo cái situation mà mình dùng cái thì. Thế. Okay. Đúng rồi đó, B-boy hiểu rồi. Yeah, it depends on the situation you going to you expressing them. B-boy hiểu chưa? Rồi hỏi B-boy nè. Hiểu không? Có hiểu hai cái thì cách dùng không? Ok. Nghĩa là nó rất là giản dị các anh chị. Hai thì nó đều giống nhau, mình nói cái cách nào cũng được hết trơn. Nhưng mà tùy theo cái câu chuyện, khi mà mình dùng cái continuous thì mình biết cái sự việc nó chắc chắn
sẽ vẫn còn tiếp tục xảy ra chắc chắn 100%. Còn khi mà mình không có dùng cái container thì cái sự việc đó chưa chắc gì nó sẽ tiếp tục xảy ra, hoặc là nó chỉ xảy ra một chút xíu rồi nó ngừng. Còn mà mình dùng cái container nó sẽ xảy ra dài dài thôi, dài dài thôi, không biết khi nào chấm dứt. Trời mưa mà mây nó còn đen thùi lùi mỗi nơi, mình nhìn trên trời mỗi nơi đều còn mây đen hết trơn, thành ra mình biết chắc chắn nó sẽ xảy ra và nó vẫn còn mưa nữa mà không biết đến bao giờ mới chấm dứt, thì mình dùng cái continuous. Còn khi mà mình thấy trời mưa nhưng mà ở ở trên trời nó có chút ánh nắng rồi, sáng sáng chút xíu rồi, hay là trời nó trong rồi, thì mình dùng cái thì mà perfect thôi, mà thôi, present perfect. Ok, right. Yeah, đại khái như vậy. Anyway, that's a good question. Cái chị khác cũng hiểu rõ luôn rồi phải không? Yeah, B-boy hiểu rõ là cái chị khác cũng hiểu rõ luôn rồi phải không? Ok, trở lại cái câu này, trở lại câu này. I have my car repainted next week. Cái câu này có nghĩa là chiếc xe tôi sẽ được sơn. Đây mình phải dùng cái passive nha. Sẽ được sơn, chứ chiếc xe nó đâu có tự sơn nó được phải không các anh chị? Chiếc xe của tôi sẽ được sơn tuần tới. Cái câu này mình không có dịch từng chữ là tôi có chiếc xe được sơn tuần tới, mình dịch như vậy tiếng Việt nó nghe lộng cộng phải không các anh chị? Mà mình phải nói là chiếc xe của tôi sẽ được sơn tuần tới, hay là tôi đem chiếc xe sơn lại tuần tới, khái như vậy. Yeah, đây là một câu bị động. Câu này mình không có dịch là tôi sẽ sơn chiếc xe nha các anh chị tuần tới, không phải nha. Cái câu này người người ta sơn chiếc xe cho mình. Câu này nó có hai, có thể mình sơn chiếc xe, cũng có thể người ta sơn chiếc xe. Mình phải hiểu như vậy, nhưng mà chiếc xe này sẽ được mình sơn hoặc người khác sơn. Đây là một câu bị động, cái passive chứ không phải là một câu câu affirmative. Ok, now next one. Yeah, giống trường hợp cắt tóc, đúng rồi đó. They lay the foundations next week. Anyway, I give you the. Câu này dịch sao các anh chị? Lay ở đây là đặt để chứ không phải là nằm xuống nha. Không phải là không phải là lie nha, mà là lay. Lay đây là đặt để. Yeah, they are laying the foundations next week. Người ta đặt để cái nền móng, người ta sẽ, mình dịch là sẽ. Rồi đó là mình áp dụng cái forming, cái công thức cho ba cái thì cho future, will be going to and present continuous. Hy vọng hết cái bài này hôm nay thì các anh chị sẽ nắm vững cái phần mà future, tương lai. Bây giờ mình qua cái bài tập khác. Khi nào dùng will and khi nào dùng be going to. Okay. Nãy giờ các anh chị hiểu rõ rồi phải không? Hy vọng không có làm sai nha. You'll be ready in 5 minutes. Và phải biết trả lời tại sao mình dùng will hay là tại sao mình dùng be going to. Và cả hai đều dịch là sẽ.
Bạn sẽ xong trong vòng 5 phút không? Are you going to be ready in 5 minutes? Tại sao các anh chị dùng will and tại sao các anh chị dùng be going to? Cái này là một cái request. Okay? Cái này là một cái request. Và cả hai đều chưa có biết trước là sẽ xong trong vòng 5 phút hay không. Thì các anh chị sẽ dùng cái gì? Dùng gì? No. Dùng gì? Dùng chữ will. Okay. Dùng chữ will. So using future simple will to ask somebody to do something. Right? Đây là một cái request. Các anh chị nhớ khi mà mình request người ta một chuyện gì đó ở trong bài nó có đó thì mình dùng chữ will, tại vì mình chưa có biết trước người đó có đồng ý hay là không. Okay. Không có ai dùng are you will nha Uyên Nhi. Tại vì chữ are and chữ will đều là trợ động từ hết, không có dùng hai cái trợ động từ như vậy. Okay. Ai nói như vậy hết trơn nha. Không phải tàu quả nhập ma mà các anh chị chưa có nắm vững. Ok nào, câu này nha. John, you sit here at the end of the table. Đây là một cái lời yêu cầu. Ask somebody to do something. Okay? Yeah, đây là một lời yêu cầu. John, bạn sẽ ngồi ở đây cuối cái ngồi ở đây ở cuối cái đạo bàn được hay không? Will you sit, right? John, will you sit here at the end of the table? Will you sit? Yeah, mình dùng chữ could hay là chữ would, nó lịch sự hơn. Nhưng mà ở đây mình đang áp dụng cái will hay là be going to. That's a good mentioning, Nam Nhi. Nhưng mà ở đây chỉ mi muốn các anh chị dùng chữ will hay là chữ be going to. Yeah, một lần nữa nhắc các anh chị luôn. Khi mà mình yêu cầu người ta làm chuyện gì đó, mình dùng chữ could hay là chữ would. Nó nghe lịch sự hơn, nghe có học hơn. Could you please open the door for me? It's too heavy. Dù mình khiêng cái gì nặng, mình không có mở cửa được, mình hỏi người nào đó. Would you please open the door for me? Hay là could you please open the door for me? Cái gì vậy? Ok, next one. You do something for me,
Yes, of course. That is it. Đây cũng là một cái lời yêu cầu phải không các anh chị? Right? Yeah, we do, phải không? We do something for me? Yes, of course. What is it? Cũng là một cái lời yêu cầu. Thường thường câu hỏi đó các anh chị, thường thường câu hỏi là thường thường là một cái lời yêu cầu. You be angry if you refuses to help you, if he refuses to help you. Hôm qua cái câu này áp dụng cho cái câu hỏi hôm qua của ai hỏi á. Các anh chị thấy không? Cái mệnh đề thứ hai thường thường nó không phải là câu hỏi. Và trong câu không được quyền có hai cái interrogative sentence, không có được quyền có hai loại câu đặt thành hai câu hỏi trong một câu. Có cái question mark ở phía sau đó, có cái question mark ở phía sau. Xin chào Thùy Dương và các anh chị mới vào. Đây là câu hỏi, ok, đây là câu hỏi. Yeah, will you be angry, phải không? If he refuses to help you. Hello Tammy, so câu này mình sẽ đặt làm sao các anh chị? Will you be, phải không? Will you be angry if he refuses to help you? Thành ra câu ở phía sau mình không được đặt thành một câu hỏi khác. Mình không có nói là if no no đúng rồi, if he refuses. Đây là câu điều kiện cách đó các anh chị, có cái mệnh đề if clause đó. Đấy, các anh chị sẽ có một bài về conditional, ok, anh chị sẽ nắm vững hơn. Ok câu này nha. Câu này nha các anh chị, cẩn thận nha. Why have you brought your typewriter? You work this weekend. Tại sao mà bạn mang cái máy đánh chữ theo giờ? Bạn làm việc cuối tuần này hả? Câu này nó như vậy đó. Dùng chữ will hay là be going to? Yes. Ở đây no, cái này chỉ áp dụng will hay là be going to thôi, okay? Cái be going to mình để cái thời điểm vô hay là mình không để thời điểm vô cũng đều được hết nha. Cũng đều được hết nha, be boy. Nhớ nha, cái be going to mình để thời điểm vô cũng được, không để vô cũng được. Còn cái present continuous bắt buộc phải để cái thời điểm vô. Tại nếu không để thời điểm vô mình lẫn lộn sự việc nó đang xảy ra chứ không phải là nó sẽ xảy ra. Ok. Yeah, cái be going to đó mình để vô cũng được, không để vô cũng được, không sao. Nhưng mà bây giờ mình đang áp dụng cái will hay là cái be going to. Tại sao mình dùng cái be going to ở đây các anh chị? No, cái bài tập nó đang áp dụng một là will hay là be going to. Mình không có chơi với cái present continuous nha, Hoàng Gia. Các anh chị chưa nắm vững hả? Đúng. Thí dụ mà Tiểu My thêm cái present continuous ở phía sau thì mình dùng cái present continuous nó nghe hay nhất, phải không? Phải không Hoàng Engineer? Nhưng mà ở đây mình chỉ áp dụng một là will hay là be going to mà thôi. Okay.
cái deal nó là như vậy, right? Rồi hiểu, nhưng mà tại sao vậy lại dùng cái are you working, và tại sao không không nói là are you going to work? Okay, tại sao không nói là are you going to work? Mình áp dụng cái be going to mà. So câu này sẽ là gì? Are you going to work? Phải không? Ok rồi. Hiểu rồi. Không nói nữa. Yeah, tại vì tiếng Việt không có cho dùng cái present continuous ở đây. Cấm hẳn luôn. Giờ mình phải emphasis nó mới được, emphasize nó mới được. So, will you be going to what somebody had already decided to do, right? Câu này nha, câu này. Chán thì thôi đi nhé. You call me at 6. I have to catch an early train. Bạn sẽ gọi tôi lúc 6 giờ không? Tôi phải bắt kịp chiếc xe lửa sớm. Cái này mình có biết trước là cái người đó sẽ gọi mình hay không các anh chị? Có biết trước không? Hả? Có biết trước không? Có biết chắc chắn người đó sẽ gọi mình 6 giờ không? Biết trước hả? Ai nói? Ai nói? Hả? Ai nói? Mình mới vừa hỏi cho biết thôi mà. Đâu có biết trước là người đó có chịu hay không? Hả? Yeah, mình hỏi thôi mà. Đây là một cái lời yêu cầu. Hay là mình muốn biết cái sự gì đó mà mình chưa có biết trước được người đó có đồng ý làm cái chuyện đó hay không? Nó no. Mình dở miệng mình hỏi thôi mà, phải không? Mình chỉ hỏi thôi, right? Yeah, thì vậy thì dùng chữ will. Thường thường á, thường thường một cái request hay là một cái điều gì mà mình muốn biết trước mà cái mình biết chắc chắn trong đầu cái người đó chưa có đồng ý hay là chưa hay là đã dự định làm hay không. Okay. Thành ra đây mình sẽ dùng chữ will. Okay. Will you call me at 6? I have to catch an early train. Nếu mà mình biết trước cái người đó, các anh chị phải để ý câu này. Nó còn cái câu sau lòng thòng theo thì mình biết chắc chắn là cái người mình biết chắc chắn là mình chỉ hỏi thôi, mình chỉ yêu cầu thôi. Nếu mà mình biết trước cái người đó sẽ gọi mình lúc 6 giờ thì mình đâu có nói cái câu sau đâu. Đồng ý không nhờ? Mình đâu có nhấn mạnh cái câu sau đâu. Phải không? Đấy. Rồi hiểu rồi, cảm ơn. Đồng ý không nhờ? Bạn có thể gọi tôi 6 giờ hôm năn nỉ đó. Tại vì tôi phải bắt kịp chiếc xe lửa sớm. Phải không? Mình nói cái lý do ra. Right. Tại sao tôi yêu cầu bạn gọi tôi 6 giờ? Tại vì tôi phải bắt kịp chiếc xe lửa. Khá như vậy. Còn cái câu sau nữa thì rất là dễ hiểu phải không các anh chị? Câu này nha, câu này nha. Các anh chị phải học grammar là các anh chị phải tưởng tượng. Học với tiểu mi là các anh chị phải tưởng tượng. Giống như câu này nếu mà không không tưởng tượng là làm sai bét á, khi nói trước cho biết á. Phải tưởng tượng coi cái sự việc nó đang xảy ra cái nào, cái gì. Mình phải vẽ hình ảnh hai người ở trong đầu của mình. Okay. You walk, I mean you walk there in this rain.
You'll get awfully wet. Bạn sẽ đi bộ tới đó trong cơn mưa này hả? Bạn sẽ ướt như chuột lột. Dịch vậy đi. Bạn sẽ ướt như chuột lột. Okay. Rồi các anh chị dùng câu này đi. Cái này tại sao dùng cái be going to mà không dùng chữ will? Be going to là đúng. Tại sao các anh chị? Hả? Tại sao không dùng will ở đây? Các anh chị phải tưởng tượng. Hả? Không phải tại vì đang mưa, không phải. Dĩ nhiên là đang mưa rồi. Không phải tại vì đang mưa. Thấy không, các anh chị không có cái óc tưởng tượng phong phú. You have a good im cái gì đấy? Imagination, right? Tại vì mình thấy cái người đó, tại vì mình thấy cái người đó mang giày vô, mặc áo vô, phải không? Mình đang thấy cái người đó mang giày vô rồi nhà mình mà, phải không? Đồng ý không nè? Không phải là tại vì trời mưa, mà tại vì mình đang thấy cái người đó mặc áo vô, mang giày vô, mở cửa, phải không? Mở cửa, sửa soạn đi ra, mình chạy theo, mình nói bạn sẽ đi ở dưới cơn mưa, bạn sẽ đi tới đó dưới cơn mưa này hả? Bạn sẽ ướt như chuột lột. Đổi ý cái gì? Sau khi mình nói quả mai cái người đó mới đổi ý. Nhưng mà trước mặt mình thấy rõ ràng là cái người đó đang mang giày vô, mặc áo vô, mở cửa đi ra, phải không? Mình chạy theo, mình kéo áo lại. Thấy không các anh chị phải tưởng tượng cái hình ảnh đó mình mới nói cái câu này. Okay. Nắm áo kéo lại. Right? Are you going to work there in this rain? Phải không? Nếu đổi ý còn câu này chi nữa, phức tạp gì, tại không có óc tưởng tượng thôi, dở thì thôi. So đây mình sẽ dùng chữ are you going to work, right? Okay, next one. So you'll be going in this case to ask what somebody has already decided to do. Nghĩa là cái người này đã quyết định mặc áo mang giày đi ra rồi, đi ra dưới cơn mưa rồi. Phải không các anh chị? Người này mình biết, mình thấy rõ ràng cái người này đã có cái plan làm cái chuyện này rồi. Okay, next one. Anh chị không tưởng tượng, phải tưởng tượng mới được, right? Dở thiệt. You sign here, please. Bạn làm ơn ký ở đây đi. Okay, bạn làm ơn ký đây đi. Bán con vợ bạn cho tôi đi. Bán vợ bạn cho tôi đi. Lại thái gì vậy? Okay. So will you please sign here? Phải không? Nhiều khi nói giỡn giỡn để các anh chị nhớ dai luôn, biết không? Nhớ dai luôn. Khi mà mình yêu cầu người ta ký một cái gì đó, có nghĩa là mình đâu có biết trước được người đó có đồng ý hay không, chỉ là một cái lời yêu cầu mà thôi. Okay. Okay. Now next one. Nói tóm lại, nếu không biết trước thì là will, còn có cái dự định biết trước rồi thì là be going to. Giờ này mà các anh chị còn làm sai nữa là uổng quá đi. Uổng mấy tiếng đồng hồ mình học cái bài này. What are all those notes for? You give a lecture. Những cái
Những cái bài đó để làm gì vậy? Bạn sẽ thuyết trình phải không? Cái này biết hay không các anh chị? Có biết trước người người này sẽ làm cái gì không? Hả? Không biết sao viết cái bài đó làm chi vậy? Mặc dù không biết là người đó sẽ thuyết trình hay là người đó sẽ reading hay là người đó sẽ làm gì không biết, nhưng mà biết trước là cái người đó, nếu không biết thì viết cái bài đó làm chi vậy? Phải không? Sao không biết? Chỉ không biết cái người đó sẽ viết, sẽ thuyết trình hay là sẽ đọc ra hay là sẽ đưa cho người khác. Mình chỉ không biết là người đó sẽ làm gì thôi, nhưng mà mình biết chắc chắn cái mục đích người đó sẽ làm gì đó, người đó mới viết cái bài này, phải không các anh chị? Hả? Ghét quá à. Nhiều khi các anh chị không có hiểu được, bởi vì nhiều khi tụi mình biết, tụi mình nói các anh chị không hiểu nên cứ keep keep saying forever luôn. Hiểu rồi phải không? Tại sao đây mình không dùng will mà mình dùng be going to, hả? Tại sao đây mình không dùng will mà mình dùng be going to? Tại vì chắc chắn người đó sẽ do something. So he wrote those notes then. Right? Mình biết chắc chắn người đó sẽ làm cái gì đó, bởi vậy người đó mới viết những cái bài đó. Ok. Không chịu nói yes là ngồi đây nói hoài đó. Trời, chết luôn cho rồi đi. Anh chị hiểu chưa nào? Anh chị hiểu chưa nào? Ha. Yeah, ở đây mình phải dùng be going to. Ok. Rồi, cảm ơn. Khỏi mất công chạy xuống lầu lấy ly nước. Okay, now this one. Okay, why do you wait? I mean, why do you want a candle? You explore the caves. Tại sao mà bạn muốn một cái đèn cầy? Bạn muốn thám hiểm cái động này hả? Thường thường các anh chị vô hang động nó đâu có đèn phải không các anh chị? Phải không? Nó đâu có đèn đâu. Rồi mình nên mình cần đèn cầy. Không biết hang động bên Việt Nam sao chứ hang động bên Mỹ thì đều có đèn hết trơn, nhưng mà đèn mờ mờ. Giống như ở trong cái haunted house, giống như ở trong mấy cái nhà ma vậy đó. Đèn mờ mờ. Nó mới làm cho mình hồi hộp đứng tim. Các anh chị có bao giờ đi đi động chưa? Đẹp lắm á. Đèn đâu có sáng đâu, đèn mờ mờ. Gì giống như trong hotel. Hotel bộ tả linh vô hotel là đèn mờ mờ. Để làm những cái chuyện gì mà tả linh ghê thì thôi á. Dâm dục. Tả linh dâm dục. Okay. Hotel nào lại không sáng. Đâu phải hotel lúc nào cũng tối đâu. Right. Okay, so học. Học ra mà nhức nhức đầu đậu quả rồi. Nếu Tiểu My không chọc các anh chị cười là các anh chị điên lên đó. Tóc tai dựng đứng hết trơn. Okay. Tiểu My không có muốn hại các anh chị đâu. Okay. Rồi làm câu này đi. Câu này dùng will hay là dùng be going to? Hả? Dùng will hay dùng be going to? Yeah, be going to. Phải không? Tại vì mình mặc dù mình không biết người đó làm cái gì, nhưng mà mình biết trước là người đó, tại vì người đó cần cái đèn cầy nên mình biết là ô người này sẽ làm cái gì đó. Okay. Cái gì mà mình đoán được, mặc dù không có đoán chính xác nhưng mà mình đoán được thì đó là be going to. Cái người này cần cái đèn cầy để decide to do something, phải không?
Ok, câu này nha, câu này. You lend me your fishing rod. Yes, of course. Where you fish? Bạn có thể cho tôi mượn cái cần câu được hay không? Phải không? Fishing rod là cần câu phải không các chị? Được, dĩ nhiên rồi. Bạn câu ở đâu? Bạn câu ở đâu? Số câu này dùng cái gì các anh chị? Very good. Okay. Cái đầu tiên là will. Tại vì mình không có biết trước là người đó sẽ cho mình mượn hay không. Mình chỉ yêu cầu thôi. Will you lend? Thấy không? Thành ra mình nói will you lend me your fishing rod. Rod. Rồi ở phía sau thì cái người này biết là mình sẽ đi câu phải không, nên mới mượn cái cần câu. Thành ra cái câu sau là biết rồi. Thành ra mình dùng cái be going to. Ok. Anh chị thấy cái câu này nó rất là hay. Câu đầu là will, còn câu sau là be going to. Right? Will you lend me your fishing rod? Yes, of course. Where are you? Oh, where are you going to fish? Okay, next one. Okay, next one. You finish this book, or shall I take it back to the library? Bạn sẽ xong cuốn sách này không? Bạn sẽ đọc xong cuốn sách này không? Hoặc là tôi sẽ mang nó trả lại thư viện. Yeah, will you? Theo các anh chị nghĩ là cái người mà đọc sách đó sẽ xong cuốn sách hay không? Theo các anh chị nghĩ. Hả? Theo các anh chị nghĩ hả? Ý nhiên mượn thì phải trả rồi, nhưng mà trả sớm hay trả trễ thôi, phải không? Thành ra khi mà các anh chị mượn sách, các anh chị expect là các anh chị đọc xong hay không hả? Hả? Sao không biết? Thường thường các anh chị đi mượn sách thì các anh chị phải đọc chứ, phải đọc cho xong chứ, không đọc xong mượn uổng quá, phải không? Phải không? Thường thường là như vậy. Thường thường là như vậy, đồng ý không nào? Phải không? Các anh chị đi học, các anh chị làm bài, các anh chị vô thư viện, các anh chị mượn sách về để các anh chị làm bài study, right? Thì các anh chị nghĩ là các anh chị đọc cuốn sách đó hay không? Hay là bây giờ đó không cần đi học đi, mình đi vô thư viện. Ok. Mình kiếm sách mình đọc, mình kiếm sách mình mượn về đọc. Right. Thường thường các anh chị mượn sách, các anh chị phải biết là các anh chị đọc bao nhiêu cuốn, phải không? Thí dụ nó cho 2 weeks, right? 2 tuần, thường thường thư viện nó cho. Bây giờ là 3 tuần rồi. Sau 3 tuần mình renew lại cũng được. Nhưng mà thường thường bây giờ nó cho 3 tuần rồi. Thì khi mà các anh chị mượn cuốn sách, mượn một cuốn sách, các anh chị nghĩ trong 3 tuần các anh chị xong không? Dĩ nhiên xong rồi.
Mình thích quá mình mới mượn, chứ mình không thích mình mượn sách làm chi, mất công đem trả, phải không? Đồng ý không nào? Right. Thành ra thường thường mình mượn cuốn sách mình nên đọc cho nó xong, phải không các anh chị? Cái câu nói này Tiểu My chỉ nói cái general thôi. Các anh chị vô thư viện cả, cả ngàn cuốn sách trong đó, mình lựa một cuốn sách mình đem về mình đọc. Mình thích mình mới mượn sách mình đem về, mình không thích mượn chi, mất công đem trả, đọc không xong mất công. Có bao giờ các anh chị nghĩ chứ, ô mượn cuốn sách này về đọc được tới đâu hay tới đó không? Thường thường, I don't know. To me, khi mà I book, I lend a book, to me đọc, phải đọc xong chứ. Mình thích quá, mình đọc cho nó xong, phải không? Thành ra cái câu này có nghĩa là như là một cái lời trách móc vậy đó. Ok. Như là một cái lời trách móc vậy đó. Bạn đọc cuốn sách này xong không? Không xong thì tôi đem trả đó nha. Đại khái như vậy. Phải không các anh chị? Mượn sách về không đọc uổng quá. Thành ra mình sẽ trả lời là yes, I'm going to finish this book, so don't worry. Phải không các anh chị? Đây là một cái lời trách móc. Nếu mà không phải là lời trách móc thì dùng cái mệnh đề phía sau làm chi? Or shall I take it back to the library? Phải không nào? Right. Mượn cuốn sách về để hoài đó, không đọc gì hết trơn, giận quá. Có đọc cuốn sách này hay không, hay là tôi đem trả cho rồi đi. Thấy như vậy. Thấy người đó giận mình quản hùng, nói yes, I'm going to finish this book. Còn mình nói chứ, no, I'm not finish this book. Vậy hả? Vậy lần tới đừng đi mượn sách nữa nha. Xài xệ cho một mắt. Em chỉ hiểu thì mình nói, hiểu cái câu chuyện thôi. Hả? Thành ra đây mình nên dùng cái be going to, nó nghe hay hơn. Ok. Phải không? Mình dùng cái be going to nó nghe hay hơn. Là tại vì trong đầu của mình muốn người đó phải đọc cho xong cuốn sách này, chứ đem trả uổng quá. Phải không? Anh chị đồng ý không nào? Nếu không rảnh đọc sách thì mượn làm chi? Right. Nếu mình nói không, tôi không có xong cuốn sách thôi, bạn trả đi, mình xài xể cho một mắt. Vậy lần tới nha, đừng có đi mượn sách nữa. Khái như vậy. Vậy lần tới đừng có đi mượn sách nữa. Ok, nghĩa là các anh chị dùng will cũng được, dùng be going to cũng được. Ok, ý của Tiểu My nó không có gì sai hết trơn. Cái vấn đề là mình nói làm sao cho nó make sense, nó nghe hay á. Phải không? Cái chị dùng thì để mình nói cho nó nghe hay, nó rõ ràng hơn, phải không? Ok, next one. Câu này nha, câu này. Các anh chị đồng ý không? Quên hỏi cái đã. Đồng ý không nào? Không đồng ý ngồi nói nữa đó. Ok, cảm ơn. Chữ will cũng đúng, chữ be going cũng đúng, không có gì sai hết trơn. Nhưng mà theo cái câu chuyện mình nên dùng cái are you going, ok, để encourage cái người này đọc cho xong cuốn sách đi. Phải không? You bath your dog. Yes, you help me. Bạn sẽ tắm con chó của bạn hả? Dân, tôi bạn có thể giúp tôi được hay không? Ở đây mình có biết trước cái người đó tắm con chó không các anh chị? Biết trước không? Hả? Theo các anh chị nghĩ mình có biết trước cái người đó tắm con chó không? Hả? Biết phải không? Nếu không biết mình hỏi làm chi? Thấy người đó xách con chó. Xách con chó ra cái sàn nước ở bên Việt Nam, ra sàn nước nắm đầu nó, ok, lấy xà bông lấy đồ này kia đem cái thau nước ra, thì mình mới hỏi, là mình mới thấy cái người đó sửa soạn tắm con chó nên mình mới hỏi, phải không các anh chị?
Bạn sẽ tắm con chó hả? Nếu mà không thấy cái người đó sửa soạn khi không mà mình vô nhà thấy con chó chạy tới chạy lui không hỏi người đó chứ bạn sẽ tắm con chó hả? Sao bạn biết tôi tắm chó tôi không rảnh đâu. Cái không vô nhà thấy con chó chạy tới chạy lui hỏi chứ bạn sẽ tắm con chó hả? Trời ơi, ai hỏi vậy? Đồng ý không nè? Hả không? Mình thấy là thấy cái người đó xách con chó rồi đem thau nước rồi đem xà bông đồ này kia tùm lum hết trơn mình mới hỏi cái câu này phải không các anh chị? Có nghĩa là mình biết người đó sẽ tắm con chó. Thành ra đây mình sẽ dùng cái be going to. Okay. Yes, còn ở phía sau thì mình sẽ dùng cái will. Very good. Tại vì ở phía sau mình không biết là cái người đó có chịu giúp mình hay không. Chỉ là một cái lời đề nghị, chỉ là một cái request mà thôi. So các anh chị thấy phải biết cách dùng cái be going to and chữ will chứ đừng có dùng lẫn lộn. Okay. Right. Các anh chị đồng ý không nào? Câu đầu tiên mình thấy cái người đó sửa soạn tắm con chó, mình biết trước nên mình dùng be going to. Còn câu sau mình không có biết trước là cái người này có chịu giúp cái người kia hay không thì mình dùng chữ will. Okay. Okay. Rồi. Very good. Đó giờ các anh chị nắm vững rồi đó. Nghĩa là nói tóm lại, biết trước thì dùng be going to, không biết trước thì dùng chữ will. Chỉ có vậy thôi. You drive, please. I don't like driving at night. Bạn sẽ lái cho tôi được hay không? Bạn làm ơn lái xe cho tôi được hay không? Tôi không thích lái ban đêm. Yeah, ở đây mình sẽ dùng chữ will. Ask somebody to do something. Okay. Mình dùng chữ will. Tại mình không biết trước người đó sẽ lái hay không. Okay, next one. You ride that horse. He looks very bad tempered. I mean tempered to me. Bạn sẽ cưỡi con ngựa đó hả? Nó thì ở bên Mỹ này người ta dùng dùng người ta nói về súc vật người ta ưa gọi là cái gì đó nhân cách quá đó. Người ta dùng chữ he nếu mà nói là giống đực hay là dùng chữ she nói là giống cái. Okay. Nhất là những cái con vật mà nuôi trong nhà đó. Người ta ít khi nào dùng chữ if lắm. Giống được thì nó dùng chữ he. Tại vì nó thương dữ lắm nó biết không? Nó thương giống như là con nít vậy đó. Ra đây các anh chị chữ he ở đây không phải là chữ you nha. Không phải là nói về bạn mà nói về cái con ngựa. Okay, con ngựa. Nó thì nhìn rất là dữ tợn. Nó thì nhìn rất là dữ tợn, bad temper. Các anh chị dịch là gì? Nó thì nhìn rất là nó là dữ tợn, khá vậy. Nóng nảy hả? Yeah, dữ tợn đi. Nhìn dữ quá đi, thái hung dữ và hung dữ đó, chữ hung dữ đúng hơn. Okay. Làm như nếu mà nó là she thì dịch là đanh đá thì đúng biết không? Đàn ông đâu ai đanh đá đâu. Phải hôn heo trắng nếu mà nó là đàn bà đó nếu mà nó là giống cái đó thì mình cho nó là đanh đá còn này nó là giống đực phải không giống đực thì mình phải dịch nó là nó thì rất là hung dữ nó nhìn rất là hung dữ cả như vậy đó. Ok sau đây mình dùng will hay là be going to các anh chị đâu gì đâu có gì are you being đâu Uyên Nhi viết những câu làm tiểu mì giật mình á are you going to ride tại sao mình dùng be going to ở đây
Tại vì mình thấy cái người đó mang cái đôi giày cao rồi, cái đôi giày bước rồi để cưỡi ngựa đó. Ok, đội nón vô, cầm cái dây quất ngựa, sửa soạn để cái chân lên cái bàn bàn đạp đặng leo lên con ngựa, phải không? Right, mình biết trước cái người này sẵn sàng để cưỡi cái con ngựa đó rồi. Thành ra mình biết trước rồi, mình thấy rồi. Thành ra mình mới dùng chữ be going to. Ok? Phải không? Be going to. Rất là dễ phải không các anh chị? Ok, next one. Bài học còn dài không cô? Ồ, đối với chữ mi các anh chị làm bài tập cho chết luôn á. Làm bỏ ăn, bỏ ngủ luôn á. Các anh chị bỏ ngủ, tiểu mi bỏ ăn cũng chưa hết nữa đó. Đừng có lo, còn dài dài. Ok, no. Là nói chuyện post ra cái... Ok, forget that one, ok. À, câu này nha. Bỏ câu đó đi. Bạn sẽ ăn sống như vậy hả? Cái câu này dịch như vậy. Bạn sẽ bị bệnh á, bạn sẽ bệnh nếu mà bạn ăn nó. So đây mình sẽ dùng be going to. Ok, tại vì mình thấy cái người đó lấy cái muỗng múc cái đồ ăn vô miệng rồi, múc cái con cá đó. Ok, múc cái con cá đó hay là múc miếng thịt bò đỏ chót á, đại khái như vậy, đưa sẵn sửa soạn đưa vô miệng rồi, hay là đã ăn một miếng rồi mình mới hỏi câu này. Đây mình sẽ dùng chữ be going to. Ok, cái ở phía sau là của tiếng Mỹ, note đó, để cho nhớ không. Và cầm con cá chuẩn bị đưa vô miệng rồi. You have some of this cake? I made it myself. Tôi bạn bạn sẽ ăn bạn sẽ ăn mấy miếng của cái bánh này hả? Tôi làm nó đó, tôi làm cái bánh này đó, đại khái như vậy. Bạn sẽ ăn vài miếng bánh này hay không? Câu này đặt đặt câu hỏi là như vậy đó. Bạn sẽ ăn vài miếng bánh hay không? Bạn sẽ ăn vài miếng bánh này hay không? Tôi làm nó đó. Ở đây mình dùng will hay là be going to các anh chị? Hả? Mình biết trước cái người này ăn chưa? Mình biết trước cái người này sẽ ăn hay không? Trả lời câu hỏi này đi. Biết không? Chưa. Ok. Chưa. Tại làm sao? Tại cái câu ở phía sau. Cái này là mình chỉ encourage cái người này ăn thôi. Ăn bánh này đi. Đây là một cái request, một cái lời yêu cầu. Ok. Phải không các anh chị? Một cái lời đề nghị. Thành ra mình mới thồng thêm cái câu sau để encourage cái người này. Bạn ăn bánh này đi. Tôi làm cái bánh này đó, ăn đi. Bạn sẽ ăn cái bánh này nha, tôi làm cái bánh này đó, phải không? Và câu sau để trấn an, để mình muốn cái người này ăn. Đấy. Nếu mà dùng cái quá khứ đó thì ok. Còn ở đây là dùng cái tương lai, mình chưa có biết trước được cái người này muốn ăn hay không, nên mình thồng thêm cái câu sau để trấn an cái người này. Ăn đi, bánh này tôi làm nó chết tôi chịu cho. Chết tôi đền cho, phải không? Câu sau có nghĩa là như vậy đó. Ok. Đồng ý không nè? Sau đây mình sẽ dùng chữ will. Ok. Will you have some of this cake? I made it myself. Okay, next one. Anh chị đồng ý rồi phải không? Hiểu rồi phải không? You paint the whole room by yourself. It will take you 8. Nghĩa là 8 có nghĩa là for a long time. Rất là lâu.
Bạn sẽ sơn cả cái phòng này một mình hả? Một mình hả? Nó sẽ mất nhiều thời giờ đó, nó sẽ lâu lắm đó. Ở đây mình biết trước cái người này sẽ sơn không các anh chị? Biết không? Biết trước cái người này sẽ sơn không? Trả lời đi rồi các anh chị sẽ biết dùng. Biết. Nếu mà không biết thì tại cái chữ gì mà làm cho mình biết trước là mình biết cái người này sẽ sơn? Cái chữ nào? Cái chữ yourself phải không các anh chị? Phải không? Cái chữ yourself. Right. Phải không? Trong trong phòng có một mình cái người đó thôi mà người đó sửa soạn sơn. Thành ra mình nói bạn sẽ sơn cái phòng này một mình hả? Phải không? Sau đây mình sẽ dùng be going to. Lại vì mình biết trước rồi, mình thấy rồi. Ok, câu này nha. Câu này nha. You aren't wearing your climbing boots. You not climb the mountain with the orders. You not climb the mountain with the orders. Bạn không có mang đôi giày bước để leo để gì leo núi hả? Kháng gì vậy? Bạn sẽ không leo núi với những người khác hay sao? Phải không? Bạn không có mang đôi giày leo núi hả? Bạn sẽ không leo núi với những người khác hay sao? Ở đây mình dùng will hay là be going to các anh chị? Be going to. Tại sao như vậy? Tại mình biết trước là cái người này không có leo núi với mấy người khác. Tại vì cái mệnh đề ở phía trước. Cái người này không mang giày leo núi thì làm sao leo núi được mình? Phải không các anh chị? Thành ra mình biết trước rồi. Mình biết trước người này sẽ không leo núi với những người khác rồi. Nên ở đây mình sẽ dùng be going to. Okay. Cái gì mà mình biết rồi thì be going to. Còn cái gì không biết thì giờ chữ will. Okay, next one. You listen to me, says his mother angrily. Con có đang nghe mẹ hay không? Người mẹ đang giận dữ, nói một cách giận dữ. Mày có nghe tao hay không? Khi nào mà bả mà giận bả xưng mày. Bả giận bả xưng mày á, không? Còn bà không giận, bà thương, bà xưng con, honey, rồi này kia. Thấy? You listen to me. Thì đây thì mình sẽ nói gì? Hả? Will hay là are? Hả? Cái này mình có biết trước là người con có nghe không? Có đang lắng lỗ tai nghe hay không? Người mẹ có biết là người con đang lắng lỗ tai nghe hay không? Nếu biết hỏi làm chi? Phải không các anh chị? Nếu biết là hỏi làm chi? Nếu biết người con đang lắng lỗ tai nghe thì hỏi làm chi? Phải không? Anh chị phải tưởng tượng. Tưởng tượng. Nếu mà thấy người con đang lắng lỗ tai nghe thì hỏi làm chi? Mình đang rầy nó. Mình đang rầy nó mà nó tỉnh bơ hả? Phải không? Không. No, không có. Nếu mà người con đang lắng lỗ tai nghe thì hỏi nó làm chi? Nó hỏi cho biết coi nó đang có nó make sure là nó có lắng tai nghe mình hay không. Đó không các anh chị? Hay nói ở đây mình phải dùng chữ will.
Thí dụ như hỏi câu này có nghĩa là người mẹ đang rầy người con mà nó nhìn ở đâu đó, hay là nó đang làm cái gì đó, phải không? Đâu có biết là nó có lắng tai nghe hay không. Phải, còn thí dụ mà thấy là nó nhìn mình chăm chăm, nó vừa nhìn nó vừa nghe thì đâu có hỏi câu này làm chi. Phải không các anh chị? Right. Hỏi cái confirm là khác, confirming là khác. Còn cái này nó đang giận dữ mà. Có chữ angrily. Các anh chị phải đọc nguyên câu, có nhiều cái chữ ở trong câu nó cho mình biết cái sự việc. Tại vì nó không có đang lắng tai nghe, không có biết là nó đang lắng tai nghe hay là không, nên người mẹ mới giận. Ok, Tiểu My nói như vậy, các anh chị muốn theo Tiểu My thì theo, không theo thôi, không sao hết trơn á. Nói không mỏi, nói không khỉa. Ghé qua đi. Nghĩa là mình năn nỉ, biết không, mình nói hết nước miếng là người ta cũng không thèm theo mình thì thôi kệ đi, cho không theo tí mi, cho nói chật cho người ta cười cho rồi đi. Ok, câu kế nha. Ok, câu kế. Câu kế nha. You put my car away from me, please. Bạn sẽ cái câu này có nghĩa là bạn lái xe ra chỗ khác cho tôi được hay không? You blocking my car. You're blocking my car, so could you move away? Could you put your car away? Khá như vậy, câu này nghĩa là như vậy. Ở đây mình đang áp dụng will hay là be going to nha, chứ không có nói chữ could hay là chữ would. Yeah, will you put my car away from me? Là bạn có thể ra chiếc xe của tôi được hay không? Will, right? Will. Yeah là yêu cầu. Very good. Thành ra trong câu nhiều khi có những cái keyword. Keyword nghĩa là chỉ cần mình nhìn cái chữ đó là mình biết cái sự việc nó xảy ra thế nào rồi. So cái keyword in the sentence is please. Phải không các anh chị? Keyword là gì? Keyword là cái chìa khóa đó, trong câu nó có một cái chữ nào đó làm cho mình biết cái câu đó nghĩa là gì. Ok, mình gọi là keyword. Yeah, keyword. Ok, next one. You have another cup of coffee? No, thank you. Bạn muốn một cái tách cà phê khác hay không? Bạn sẽ muốn một cái tách cà phê khác hay không? Không, cảm ơn. Yeah, ở đây chỉ là một cái câu hỏi cho biết thôi, hay là một cái lời đề nghị, lời yêu cầu mà thôi, thành ra mình dùng chữ will. Mình không có biết trước được cái người đó có muốn hay là không. Ok. Câu này nha. You come and see me after the class. I want to discuss your work with you. Bạn tới giờ gặp tôi sau sau lớp học, sau giờ tan học đại khái như vậy. Sau giờ sau lớp học đó, tôi muốn thảo luận cái bài làm của bạn. Thảo luận với bạn về cái bài làm của bạn. Ở đây có biết trước cái người đó có muốn hay không các anh chị? Hả? Có biết trước không?
Có biết trước cái người đó muốn gặp mình hay không? Không biết. Tại sao mình biết, mình không biết trước tại sao? Tại vì cái mệnh đề thứ hai, cái này là một cái lời yêu cầu. Cái lý do là tôi muốn thảo luận về cái bài, cái công việc của bạn, cái bài bài làm của bạn và tháng gì. Cái này là một câu nói của ông thầy với học trò chắc. Thế nếu mà biết người đó muốn thì đâu có đặt cái vấn đề ở cái mệnh đề thứ hai, phải không các anh chị? Đấy, nghĩa là mình nói thêm vô, mình add thêm cái information, cái reason vô, cái lý do tại sao mà tôi muốn bạn gặp tôi. Thấy như vậy. Sau đây mình sẽ dùng chữ will. Ok. Ok, câu này nha. You buy stamps? Yes, I am. Then you buy some for me, please. Yeah, ở đây mình biết trước cái người đó sẽ mua stamp không? Biết trước rồi phải không? Biết trước chắc chắn trong đầu rồi. Right? Thành ra mình expect câu trả lời là yes. Cái này mình hỏi để confirm thôi. Cái này mới đúng là confirm đó. Khi mà mình hỏi để confirm là mình đã biết trước rồi cái người này đứng xếp hàng trong bưu điện là để mua stamp rồi. Đại khái như vậy. Okay. Nên mình dùng cái be going to. Are you going to buy stamp for me? Yes, I am. Then gì? Then will you? Phải không? Ở phía sau là will, tại vì mình không biết cái người đó có chịu mua cho mình hay không. Nhiều khi người ta chỉ đủ tiền mua cho người ta mà thôi. Nên chưa biết trước được, nên ở câu sau mình sẽ dùng chữ will. Ok, đó là cái phần cái bài tập về will and be going to. Giờ các anh chị không được lẫn lộn nha. Ok, đừng có nói oh, I'm going to see you tomorrow. Tại sao không dùng chữ will mà dùng chữ going to? Right, là khái như vậy. Rồi bây giờ qua cái phần khóc lóc. Ban đầu vô là phần đầu đó là cười không? Phần giữa là hơi miếu miếu, thấy không? Giờ phần cuối là khóc. Okay. Bây giờ mình sẽ áp dụng khi nào dùng will, khi nào dùng be going to, and khi nào dùng present continuous. Okay. Ready chưa? Ready chưa? Lấy khăn giấy để kế bên chưa? Lấy khăn giấy để kế bên chưa? Hả? Chỉ chậm nước mắt rồi hỉ mũi gì tùm lum hết trơn. Chậm nước mắt hay hỉ mũi gì tùm lum hết trơn á. Không thôi dơ phòng của cô hạt cát đó nha. Rồi bắt đầu. I'm hungry. I'm hungry. Oh. I make you a sandwich. Tôi đói bụng quá đi. Ồ vậy hả? Tôi sẽ làm cho bạn một 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 miếng sandwich. Thấy hôm qua khóc đi. Khóc đi wondering and tả linh and young. Khóc đi. Mới nói là làm liền. Không biết sai nữa, thấy không? Sai mà còn không biết sai nữa. Okay. Chán thì thôi đó. Còn có 15 phút nữa mà còn chưa có nắm vững nữa. You're wasting your time and wasting my time too. Bữa nay nghĩa là mình học 6 tiếng cái bài future này rồi mà còn chưa nắm vững nữa. Chán các anh chị thì thôi á. Chán mấy cái cục nợ của Tiểu My thì thôi á.
Cái này mình có biết trước cái người đó đói bụng hay không? Trả lời đi. Có biết trước cái người đó đói bụng hay không? Hả? Biết không? Làm sao biết? Làm sao biết được? Hả? Người đó mới giọt miệng nói thôi mà. Người đó mới vừa giọt miệng nói thôi mà. Đói bụng quá đi. Phải không? Trước đó mình đâu có biết người đó đói bụng. Nếu mà người đó không nói thì sao mình biết người đó đang đói bụng? Phải không? Không biết. Right? Thành ra cái sự mà mình quyết định làm cái sandwich đó là mình mới vừa quyết định ngay cái thời điểm đó thôi. Mình đâu có plan ở trong đầu là mình sẽ làm cái sandwich cho cái người đó đâu. Đồng ý không nào? Yes, các anh chị nắm vững vấn đề chưa? Cái gì mà mình biết trước thì mình dùng be going to hay là present continuous. Còn cái gì mà mình chưa biết thì mình dùng chữ will. Giờ Giang hiểu rồi phải không? Tại Linh wondering, phải không? Say yes đi, thì mình chỉ hỏi ba người đó thôi. Ok, các chị phải cẩn thận, ok. Cẩn thận. Mấy chờ các anh chị mới vào room. Xong bữa nay mà các anh chị không nắm vững là tiểu mì buồn lắm á. Ăn uống không vô. Tối nay là bệnh lợi trở lại á. Mới vừa hết bệnh các anh chị làm tiểu mì bệnh trở lại. Chán thì thôi. Ok nào, câu này nha, câu này. Câu này. Oh darling, I love you so much. You marry me. Oh em yêu, anh thương em quá rất là nhiều. Em chịu cưới anh hay không? No, 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 phải nói là em chịu lấy anh hay không? Ok. So đây mình dùng chữ will hay là going to? Hả? Hả? Câu này nghe quen quá. VPN, are you girl or boy? Câu này mình dùng chữ will hay là chữ hay là be going to các anh chị? Hả? Mặc dù mình thương cái người đó rất là nhiều nhưng mà chưa chắc vì cái người đó chịu lấy mình. Ok. Thương là một chuyện, còn lấy nhau là chuyện khác. Em cũng thương anh dữ tợn lắm đó, nhưng mà anh nghèo quá. Anh nghèo quá, anh không có tiền gì hết trơn á. Ok. Right. Để em suy nghĩ lại. Đúng không? Thành ra mình đâu có biết trước được là cái người đó chịu lấy mình hay không. Hả? Đồng ý không nè? Thành ra đây mình sẽ dùng chữ will. Ok. Đây mình sẽ dùng chữ will. Nhớ nha, cái gì mình không có sure, mình không có biết trước được thì mình phải dùng chữ will. Còn cái gì mà biết trước rồi hay là for sure mình sẽ làm chuyện đó thì mình sẽ dùng chữ mình sẽ dùng be going to. Ok. Gentle heart là có một trái tim yếu đuối. Hay là cái đó là dịch sát, còn dịch trại là cái người đó rất là thương người, rất là hiền á, đã có như vậy á. Where is he? Ok, next one. So đây mình sẽ nói là will, ok? Will you marry me? Câu này nha, câu này. Jack meet, I mean meet George tomorrow afternoon. Jack nó sẽ gặp George trưa mai. Còn formatting là gì ta? Formatted chứ, formatted nghĩa là cái gì mình gọi là gì mạnh có có cái đầu óc mạnh mẽ đó, có cái tư tưởng mạnh mẽ, có cái đầu óc mạnh mẽ là một cái người rất là cứng rắn, phải không? Phải không? Oh, quên rồi, phải không? Nhiều khi mình dịch sát nghĩa khác nhưng mà mình hiểu là nó khác, phải không? High love.
Yeah, lovely kin, phải không? Ok, đây mình dùng cái thì gì, cái form gì cho nó hay nhất các anh chị? Yeah, present continuous, very good. Ok, mình dùng be going to cũng được, nhưng mà để cái thời điểm mà rất là gần mình nên dùng cái present continuous, nó nghe hay. Ok, Chuck is meeting George tomorrow afternoon. Rồi các anh chị nắm vững vấn đề rồi đó. Very good. Ok, câu này nha. I think he'd be very good successful. Successful. Yeah, ở đây mình chỉ nói thôi, mình chỉ guess thôi. Mình chỉ guess thôi, mình chưa có biết chắc. Mình chỉ nghĩ như vậy thôi. Nhiều khi cái ý nghĩ mình nó không có thành sự thật. Ok. Chỉ một cái dự đoán thôi. Sau đây mình dùng cái thì. Thì gì các anh chị? Will. Ok. Ở đây không có chắc chắn, mình không có biết trước, mình chỉ nghĩ như vậy thôi. Ok. Chỉ nghĩ như vậy thôi. Sau đây mình sẽ nói là I think he will be very successful. Will be. Nói, kiểu mình nhắc lại một lần nữa, cái gì mà mình biết trước, cái gì mà mình chắc chắn thì mình sẽ dùng be going to hay là present continuous. Còn cái gì mà chưa chắc chắn, không có biết trước được, hay là một cái dự đoán, hay là một cái suggest, cái lời đề nghị request, thì mình dùng will. Okay. Okay, next one. When you visit me next year, khi nào mà bạn thăm tôi vào năm tới, cái này là khoảng thời gian nào đó, cái này mình biết trước chưa các anh chị? Mình biết trước cái sự việc mà cái người này thăm mình không hả? Biết không? Trả lời đi. Yeah, nếu không biết thì có cái keyword nó chỗ nào, cái keyword nó chỗ nào? Biết rồi, là cái chữ next year. Mình biết cái sự việc cái người này chắc chắn sẽ thăm mình vào năm tới, nhưng mà mình không biết năm tới là chừng nào. On January hay là on February hay là on April hay là on May, March, December, October, November, tháng mấy, gần khoảng thời gian nào vào năm tới. Cái chị phải hiểu như vậy. Okay. Thành ra ở đây là mình biết rồi. Thế thành ra đây mình sẽ dùng be going to. When are you going to visit me next year? Anh chị hiểu điểm này rồi phải không? Ok, rồi cảm ơn. Nhiều khi nó có những cái keyword mình làm cho mình biết cái sự việc nó xảy ra thế nào, nó làm sao, cái tình trạng nó làm sao. Ok. Now next one. Câu này nha. Chỉ cần trả lời câu hỏi biết rồi hay là chưa biết, chỉ cần trả lời câu hỏi đó thôi. Ok. Class not begin at 9 o'clock. It begin at 10 a.m. Cái lớp học sẽ không bắt đầu lúc 9 giờ mà nó sẽ bắt đầu lúc 10 giờ. Các anh chị có biết cái sự thay đổi cái giờ giấc của cái lớp học này chưa? Hả? Biết chưa? Hả? Biết chưa? Nếu biết rồi, tại sao họ nói là đổi từ 9 giờ tới 10 giờ? Hả? Chưa biết mà. Chưa biết mà. Nếu biết rồi họ mention lên làm chi? Không, các anh chị, nếu biết rồi họ mention, họ nói ra làm chi? Chưa biết mà.
think the last I'm sorry. I think the last will begin at 9 o'clock. Oh no. The last will not begin at 9 o'clock. It will begin at 10 a.m. At 10 o'clock then. Nhiều khi mình nghĩ mỗi người nghĩ một đường rồi nghĩ theo cái ý mình rồi mình nói ra. Yeah, nếu mà nói lại cái người nói mà biết rồi đó thì họ sẽ nói class is going to begin at 9 o'clock, phải không? Phải nói như vậy không? Class is not going to begin at 9 o'clock. Nói như vậy là nó nghe kỳ kỳ. Okay. Cái câu này là mình xác định lại là cái lớp học sẽ không có bắt đầu lúc 9 giờ. Cái này chỉ là một cái Tiểu My không biết nói sao. Khi đây dùng dùng cái will nó đúng hơn là cái is going to nha. Không có ai nói như vậy hết trơn. Class is not going to begin. Các anh chị nghe nó kỳ kỳ không? Nên sẽ nói class will not Tiểu My không cắt nghĩa được cái điểm này. Tại sao dùng chữ chữ will? Giờ cái câu này làm cho các anh chị confused. Để coi để kiếm một cái Ok, hold this hold on this sentence nha. Mình giữ lại cái câu này đi để Tiểu My suy nghĩ để cắt nghĩa cho các anh chị tại sao đây dùng will mà không dùng cái be going to. Cái lý do thứ nhất là không ai nói như vậy hết trơn á. Nhiều khi mình chứng minh bằng cách là cái câu đó mỗi nói rất là thông thường, nói cách này chứ không có nói cách khác. Okay, now next one. Câu này nha. Yeah, will you marry? Không ai nói, are you going to marry me hết trơn. Who do you think win this? The next national election. Bạn nghĩ ai sẽ thắng cái cuộc bầu cử gì national election gì là sao các anh chị? I don't know. Yeah, đây là một cái điều mà mình muốn biết thôi, một cái tiên đoán thôi. Mình đã đâu có biết trước là ai đâu. Mình ra đây mình có cái gì chắc chắn là ai hết trơn để mình dùng chữ will. Ok, anh chị giữ đó. Sau đây sẽ là will. Okay, next one. Will win nhá. Câu này nha. Oh my God, we have only 1 minute left. We fly to Madrid next week for a meeting with the advisory board. Chúng tôi sẽ bay qua Madrid tuần tới để họp với cái advisory board là gì? Tôi không biết dịch. Ở đây nó có cái next week, ok, và hội đồng cố vấn dịch hay á, nên tôi mới ghi vô trong cái bài luôn. Ok, ở đây mình dùng thì gì các anh chị? Thank you Tạ Linh, tưởng vẫn còn khóc chứ. Ở đây mình dùng cái form gì? Yeah, ở đây nó có cái thời điểm, thành ra các anh chị dùng cái continuous là hay nhất, phải không?
Dùng cái continuous là hay nhất. Be going to cũng được, nhưng mà nếu mà người ta để cái thời điểm vô, các anh chị nên dùng cái continuous là hay nhất. Ok. Sau đây mình nói là are flying. Ok, are flying. Ok, last one. Cái bài tập này nó còn rất là dài nha các anh chị. Mình không có đủ giờ. We don't have enough time for the rest. Câu cuối cùng nha, câu cuối cùng. I promise you I finish my homework on times next time. Tại sao đi dùng cái on time mà không phải là in time các anh chị? Các anh chị mà trả lời được câu này thì rất là hay. In time là gì? On time là gì? Khi các anh chị đi làm đó, các anh chị nên tới sở in time hay là on time? On time hay là in time? Rồi nếu không học nhiều là trả cho tiểu mi hết trơn rồi, chán thì thôi. Các anh chị nhớ cái vòng tròn không nè? Hả? Các anh chị nhớ cái vòng tròn không nè? The magic circle. Nhớ không? Hả? Có ai không biết cái vòng tròn không, đánh số 1 đi. Không biết cái vòng tròn hả? Gọi là vòng tròn magic circle là gì? Vòng tròn màu nhiệm phải không? Vòng tròn màu nhiệm phải không? Ha? Circle. Vòng tròn màu nhiệm. Ghét cái anh chị quá đi, học nhiều là quên hết trơn rồi. On time là ngay chốc. Còn in time là ở trước. Là trước, ok. Là trước cái giờ ấn định. Còn on time là ngay chốc cái giờ ấn định. Thành ra khi mà các anh chị đi xin việc làm, hay là các anh chị đi làm, hay các anh chị đi học, các anh chị nên 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 đi đến trường, hay là đi đến sở làm, hay là đi đến chỗ mà interview trước giờ hay là đúng ngay chốc cái giờ ấn định. Ví dụ trường học bắt đầu lúc 8 giờ, mình nên tới trường lúc 8 giờ hả? Hả? Phải không? Yeah, mình nên tới lúc 7 giờ rưỡi. Phải không? Đặng mình còn gặp girlfriend nữa. Đặng mình còn hẹn hò nữa. Ok, chiều nay tan học rồi mình đi ăn kem nha. Là khá gì vậy? Còn mình vô, mình tới ngay chốc 8 giờ, đâu còn giờ đâu hẹn hò, phải không? Right? Thành ra lúc nào cũng vậy, các anh chị nên in time. Ok? In time là trước giờ. Ví dụ 8 giờ thì mình tới 7 giờ rưỡi, 7 giờ 45, 7 giờ 15, khá như vậy. Đi interview cũng vậy. Các anh chị interview mà đợi cho cái người mà interview họ vô phòng họ ngồi đợi mình là tiêu rồi. Coi như là cái job mình bị mất 50% rồi. Phải không? Đồng ý không nào? Right? Thành ra nhớ nha, in time là trước giờ, còn on time là ngay chốc. Ok? Ngay chốc. Giờ không có giờ cắt nghĩa cái vòng tròn đâu. Ok? Anh chị nào mà miss hay là không nhớ là cho các anh chị hai trứng hồi lộn. Để chơi chứ ngày mai rảnh thì mình sẽ nói cái vòng tròn màu nhiệm cho các anh chị. Nhờ cái vòng tròn này, cái vòng tròn này rất là hay. Ok rồi, bây giờ câu này. Tại sao đây người ta không dùng in time mà người ta dùng on time? Tôi hứa với bạn, tôi hứa với
Dạ con hứa với thầy, con hứa với cô, con sẽ xong cái bài làm của con ít nhất là đúng cái thời điểm mà thầy cô cho ấn định vào lần kế. Phải không các anh chị? Phải không? Nếu mà con không có xong cái bài con sớm trước cái giờ thầy ấn định thì ít nhất con cũng xong xong cái bài của con đúng ngay cái giờ thầy ấn định. Các anh chị đồng ý không nào? Phải không? Nghĩa là cái câu này mình hứa một cách chắc chắn rồi. Phải không? Nhiều khi á, nhiều khi mình không có đủ giờ để mình làm bài xong trước cái giờ thầy ấn định là 6 giờ, I mean 7 giờ ngày thứ sáu phải nộp bài. Thì nếu mà con cố gắng hết sức mà không có làm trước cái ngày cái giờ ấn định của thầy thì ít nhất con cũng làm đúng ngay chốc cái giờ con sẽ xong, đúng ngay chốc cái giờ mà thầy ấn định. Phải không các anh chị? Đồng ý không nào? Thành ra ở đây cái dùng cái chữ on time nó nghe hay hơn. Ông thầy ổng cũng yên tâm hơn. Ồ nó nói với mình, nó hứa với mình là nó xong nó xong ít nhất là cũng xong đúng 8 giờ nó cũng xong. Anh chị hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này không? Dùng cái on time ở đây nó hay nghe hay hơn cái in time. Hiểu rồi phải không? Right? Yeah. Mình dùng cái on time mình làm cho cái ông thầy ông yên lòng hơn là mình dùng cái in time. Okay. Nếu mà không thể xong trước thì ít nhất mình cũng xong đúng cái giờ mà ổng ấn định cho mình. Đấy. Ok, rồi. Cái này mình dùng cái be going to hay là chữ will các anh chị? Chữ will, ok? Chữ will. Ok, and that's it for today and I'll see you tomorrow, ok? Hết giờ rồi. We over time rồi. Em gặp lại các anh chị ngày mai nha. Chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon. Em chúc các anh chị khác mỗi ngày mà đem bình an vui vẻ. Ok, em gặp lại các anh chị ngày mai. Mão từ học rồi. Ok, B boy mão từ học rồi, không có trở lại. Giờ muốn hỏi cái gì thì chỉ đánh câu đó ra thôi chứ còn mà giải nguyên bài trở lại. À, không có giải nguyên bài trở lại. Tại vì mình đi đi luôn, biết không? Học trong cái room này có theo thứ tự đàng hoàng. Ok. Bắt đầu là mình học mẫu từ, rồi mình học tới danh từ, rồi mình học tới đại danh từ, rồi mình học tới động từ. Hiện bây giờ mình đang học về động từ. Ok, động từ thì nó có nhiều cái yếu tố để mình học. Hiện giờ mình đang học động từ. Ok, sau động từ thì mình sẽ học tính từ, sau tính từ thì mình sẽ học chẵn từ, rồi sau đó thì mình sẽ học từ từ đến hết luôn. Ok. Đồng ý không nè? Anh đang muốn học trở lại bài mẫu từ thì còn một năm nữa. Ok, còn một năm nữa mình học theo cái chu kỳ. Ok, thường thường một cái chu kỳ đó gần 2 năm mới xong. Giờ mình đang đang đi gần nửa đoạn đường rồi. Ok. Ok, and that's it for today, and I'll see you tomorrow. Okay, in the same time, I mean at the same time, in the same room. Em gửi mail lại cho các anh chị nha. Okay. Hello, mọi người có nghe gà nói không? À, thank you, chú Tuấn Anh. À, mọi người ai muốn đọc bài thì giơ tay đọc bài ha.